bồi với bển mấy thanh niên nữa. Sáng cử cà phê, trưa cử cà phê, chiều ăn trầu nhậu, thế mà sống qua ngày không, không có còn như thời xưa nữa. Gặp như cỡ mà to đô hay là thoát quan hả, ở quân Nguyên mà qua xâm chiếm nước mình, giờ nó còn hơn là quân Nguyên đó. Quân là quân Tập Chấn Bình đó, nó lợi hại hơn, nó có chất độc, nó có tiền nữa, nó giết âm thầm không à. Mà thời xưa vậy á, nó dễ tính hơn. Mũi tên là một thằng phải không, còn giờ nó vô hãng bia, nó chỉ có một người của nó thôi, nó không có tốt quân gì hết, nó bỏ một bịch chất hóa học á, vô cái là cái triệu thằng Việt Nam mày uống đi chết liền á, thì hãng bia bán không được, nó phải chết từ từ phải không, chết lần chết mòn vậy đó. Rồi cái một thằng bệnh á thì gia đình phải bán đất, ai có tiền mua, Trung Cộng mua không. Cái này chiêu này á, nó còn hơn là 10 dạng 10 lần quân Nguyên xâm chiếm thời nhà Trần hồi xưa nữa, ghê gớm hơn. Còn hồi xưa á, thí dụ như thời nhà Trần, quân với dân ở thôn xã làng quê gì đó, ai cũng thuộc cái bài hịch của Đức Đại Thánh Dương hết, là trận đạo á, là phụ nữ con nít cũng thấy giặc đi ngang cũng quýnh nữa, có nghe là người dân cũng là lính luôn. Còn thời nay trời ơi, giặc Tàu nó vô Sài Gòn, nó đẻ con rồi nó cắm, nó để con chó với để chữ Tàu cái bên ở vùng Phan Thiết Nha Trang Đà Nẵng á, tụi mày không có được vô, nghe nó coi mình như chó vậy đó, vậy mà cũng không ai lên tiếng nữa. Thời nay nhiều cái nó lạ vậy. Bởi thì giờ nè, có những cái chỗ người Việt mình đâu có được vô nước của mình, nhưng mà nó chiếm như kiểu xưa thì nó biết mình 1000 năm thế nào cũng ngồi vậy, cộng thêm 6 triệu người hải ngoại, nó đâu có thể nào nó làm dễ dàng như xưa được. Bề trên nói sư phụ nhiều lần lắm, cái nước Việt mà muốn thoát khỏi mà cái gông cùm của Trung Cộng á, chỉ có Chiêm Hiền thôi. Còn chim ở trong kia hả, là chim bãi sủi hết rồi, chỉ có hải ngoại mới thoát, mới xóa được cái nạn nạn hán tặc thôi à, không có hải ngoại là xong. Bởi thụ nói cái này mấy đại ca trên mạng nghe bị sốc, thiệt chứ không phải bị sốc. Tại vì mấy ông cứ ỷ lại, tại vì mấy ông cao cấp mà ông biết ha, mà ông biết là sai, thân Trung Cộng là sai, nhưng mà mấy ông cứ ỷ lại 4 năm, có người khác lên để lo, có người khác lên lo, bữa giờ 50 năm rồi, quốc gia mình nó như là tàu đá chuối rồi, chứ hỏi mấy ông không biết. Rồi buộc lòng mấy ông phải mị dân, chứ mấy ông làm bự mấy ông biết á, mấy cũng yêu nước á, nhưng mà yêu không nổi, gài vô cái thế kẹt quá. Để hối lộ cho mấy ông cao cấp, hối lộ trên mặt bàn không à, 18 ông ngồi, ông nào mà ông lấy bao thờ đó, là ông đó sẽ bị thìa đó, không lấy cũng phải lấy á. Bởi vì mỗi lần lâu lâu cái mẹ ngồi mẹ kể lại Phật mẫu, mẹ nói á, con á có tài, mà con ở nước Việt hồi xưa mà mẹ mà không thấy con đi xuống thiền vượt biên năm 79 á, là con cũng như họ thôi, bây giờ con lấy cái gì mà con ghét họ. Nghe một câu vậy mình thương mấy đảng viên dễ sợ ta, tại vì sống chung với quỷ là cũng phải thành vậy. Thôi nói thiệt, cái gì nói thẳng vậy luôn á. Rồi mấy gì mới nói á, nhờ bạn thảy xuống tàu mà đi vượt biên lúc đó thụ 10 mấy tuổi phải không, thì mình mới có cái Thiện Long Sơn ngày hôm nay ngồi đây.
có gì hỏi con ba. Hỏi đại đi, hay bác tướng tá phương phi quá. Nhiều khi tính ra thời xưa đó, thời Lưu Bang á, có một mình Trương Lương thôi mà lập lên nhà Hán 700 năm đúng không? Rồi thời Châu Văn Dương mà thời Diệt Chủ Dương á, có mình Khương Tử Nha thôi. Còn thời Tam Bố Chí Lưu Bị có ông mình Khổng Minh thôi. Rồi thời Chu Nguyên Chương á, có ông mình Lưu Bá Ôn. Rồi tới thời Trịnh Nguyễn Hoàng Chanh có ông mình ông Trạng Trình thôi. Tức là nước mình chỉ cần một người thôi. Sau này á, con chỉ cần một người như bác thôi. Không cần 4 triệu đảng viên. Lương nhiêu là trả cho bác hết. Triệu đô một năm cũng được. Còn hơn bây giờ phát lương ít quá mà đông 4 triệu người. Rồi Niên Nam mình nó thành một tiểu một thống đốc thôi. Thì là nước mình đâu có tốn tiền lương nhiều. Quân lực lúc thời đó thời bình không cần nữa, vũ khí không cần mua. Rồi mình cứ quát phát qua phe cho dân nghèo yếu bệnh miễn phí nhà thương. Nhiều thôi là mình vui. Cho nên cần một người lỗi lạc tướng kiểu như bác vậy. Lên cho nó nói chuyện mà không? Phải giỏi văn nè, giỏi võ nè nghe. Xong cái mình mà làm gì thì con có cái mắt khác hơn người thường phải không? Con thấy thằng nào nó láo con còn biết liền à. Cho nên mình không có kiểu như xử quan thằng gì đó. Hồ gì đó. Hồ Hải gì đó. Nó bị xử quan á. Thằng đó sư phụ nói mà không ai tin. Thằng đó nó bị ông tòa đó xử quan, tòa đó biết khỉ gì. Tòa đó cũng bị tội á. Tòa thời nay là tòa theo bao thơ. Bao thơ nào nặng là ông tòa ông tính bên đó. Cái thằng người kia trọng bao thơ lên cao hơn. Cái ông ngó qua bên đây. Nên tòa thời nay tòa mình gọi là tòa bao thơ. Sư phụ làm sao mà bây giờ kiểu như giữa trẻ nhạc học lịch sử quả lại sao sư phụ? Làm sao mình nhận con cho được sư phụ? Xưa bà trên dạy sư phụ là con tại lúc trước sư phụ đó, bỏ hết tài sản đến đi tu hồng năm 2007 ai cũng biết chuyện này rồi đúng không? Cái bà trên mới nói con chưa có xã nghiệp xong, con chưa có trả nợ cho nước Việt. Trong luật Phật con muốn đi tu phải đền ơn như tổ quốc. Nên tức là trong luật số 1 của Thiên Tâm á, là nhân lễ nghĩa chí tín. Thì trả tứ ân thì phải ân đất nước gió lửa là ân lớn phải không? Còn ân đồng bào, ân dân tộc, ân tổ quốc, ân gia đình, ân cha mẹ thì con phải trả con mới đi tu. Thì người đó mới thiệt là thành Phật. Còn con cái gì cũng sợ cũng núp chui vô một cái cốc nào con ngồi tu thành Phật. Con bỏ mặt cả người á, cũng chưa chắc là thành Phật. Giỏi lắm. Thì thôi, hồi xưa mới dị dạng vậy. Cho nên giờ còn ngồi đây nè. Thôi đâu có ham gì thế gian nữa đâu. Cái này nó là vô thường mà. Đóng phim mà. Nếu mà thường coi mấy cái này trọng á. Trời ơi, để cái tỷ đô đi chơi không sướng. Kiếm chục con Ngọc Trinh như kiểu Hoàng Kiều không sướng vô, còn trẻ hơn ổng nhiều mà, tướng còn ngon hơn nữa. Tại sao tối ngày cứ lặn hợp bên trên núi, rồi cứ lên trên mạng nói chuyện để khuyên người ta ăn hiền ở lành. Rồi nói những chuyện toàn là người khác không biết nói. Nước Việt sắp sửa thay đổi, nước mới có ai dám nói câu đó. Nhưng mà nói chúng, ví dụ còn hiện bây giờ biết nữa, đảng viên bây giờ mong, bác Trọng ơi bãi chức giùm cho tôi. Để cho tôi được về nhà. Mà sức máy mà bắt Trọng ngu mà đi bãi chức. Tao đốt củi mày thì tao đốt cho bãi tao không bãi à nghe. Bãi tao thiếu dân số làm sao. Rồi những cái tầng lớp nhỏ mà họp chi bộ đảng rồi đó. Tụi nó giờ đâu có họp nữa. Vô đó mất thì giờ. Đảng là chỉ là đi kiếm cơm thôi. Tụi nó đâu có, không có ai mà ngu mà thời nay mà hiện tại á, mà chết vì đảng hết chứ. Người quá ngu á mới còn cái nghĩ đó. Có thể 2 năm trước thì quả may giờ không có ai mà nghĩ chết về đảng. Tại đâu ai còn tin đảng nữa.
cũng chẳng ai tin lãnh đạo nữa, mà lãnh đạo cũng chẳng tin lãnh đạo luôn. Lãnh đạo bây giờ chỉ là gia đình với cá nhân với của họ thôi. Còn nếu họ rộng lớn hơn chút, họ phe thôi. Chứ họ không có lo cho dân tộc, chẳng có lo chuyện gì xảy ra ngoài dân chúng hết. Còn dân chúng kêu oán, kêu than thì họ chỉ giá díu cho có. Còn họ giữ được chế độ lâu á hay không á, việc này nói nè, gán nó láo cho giỏi. Mấy cái đại nói là giỏi chừng nào á thì cái chế độ nó mau chết chừng đó. Dân bây giờ nó hiểu ngược lại không à. Kinh tế phát triển, đầu tư đi mạch vô, trụ nó chuyện to lấy. Có một nó mười không, không bao giờ có. Khi nào mà làm cho nhà thương đầy đủ thuốc men, dân vô nhà thương mà dân không có tiền cũng như dân có tiền mà được cứu kìa, thì quả mai người ta còn tin. Thằng bán vé số giờ bán đi cả ngày chờ gãy cặp chân, đói quá mệt quá ẹt chết, và dĩa hẹ cũng chẳng có ai mua tờ vé số nữa. Vậy mà tối ngày cứ nói là đất nước phát triển, tăng trưởng kinh tế vượt bậc hơn mỗi năm rồi, nghe mấy cái đài nghe cái giống như là ăn bánh ảo vậy đó. Bánh ảo sao ăn no được. Còn trong khi mình đây á, mình biết được cơ trời, mình biết được, mình muốn biết được chuyện gì mấy vị nói thì mình mới biết, mình lên nói. Chứ làm gì dù biết là từ chức bự cho chức nhỏ, ông nào ông nấy ha, trong ngực á, đeo cái dấu này. Thật sự cái dấu này là thuận thiên thì không có bị đột tử. Đến khi mà sau này cơ trời đi đúng, mà nước Việt có nước Việt mới, có người lãnh đạo mới, thì người nào đeo dấu này, người đó có thể ở lại tại chức để mà giúp cho một cái thế hệ trẻ ở hải ngoại này về. Thì họ đeo đầy hết. Cười. Tôi biết. Tại sao tôi biết là có trên mấy chục triệu người, càng ngày mỗi ngày biết nhiêu triệu người theo. Là vì họ biết thụ nó trúng, thụ thứ thiệt. Bây giờ ở ngoài mạng ai chửi, ai có lên kênh chửi hay ai lên nói, chẳng qua là họ chỉ là nóng nảy bồng bột và không có nghiên cứu kỹ. Và đồng thời họ lãnh một số tiền nào đó của một cái ban tiên giáo hay một cái chi bộ nào đó, rồi sau đó họ cũng sẽ hối hận. Gian thiệt thì không bao giờ sợ lửa, mình nên nhớ. Giờ có nói sư phụ là tháng, sư phụ cũng vẫn là vàng. Giờ có nói sư phụ là đá, sư phụ cũng vẫn là vàng. Giờ có nói sư phụ là người, sư phụ cũng vẫn không phải là người, chỉ là nửa người thôi, là đúng. Còn có nói sư phụ không phải là con cha, chứ cũng vẫn là con của Thượng Đế xuống trần để mà hy sinh, để mà lo cho cái quả địa cầu này, lo cho nước Việt thời cận đại này. Đó là thật. Còn có nói sáu quyển kinh của sư tổ, tức là Đức Thầy, là tiểu thuyết, rồi thơ lục bát gì đó, mấy người không có hiểu. Đó là tiên tri của một vị Phật. Đó là thiệt. Nếu mà hôm nay không có Thiên Đức Kiệt này ngồi đây, tất cả những sáu quyển đó, tất cả những cái mà kinh điển của thế giới, tiên tri của tất cả quốc gia trên thế giới, nó sẽ đi tiểu thuyết, thì cái những gì đó sẽ bị mất uy tín sao? Tuy là giống như Notre Dame mấy ông có uy tín, và hay Vanga cũng có uy tín, Jean Dixon cũng uy tín, Louis Vuitton cũng uy tín. Thì tất cả họ đều là, nếu không có ngày hôm nay, không có tận thế, không có Thiên Đức Kiệt ngồi đây, là một người mới để lập cái đạo mới, để mà thống nhất tất cả các đạo trong tương lai, thì những cái đó đều là tiểu thuyết. Và đồng thời á, lời của Chúa hứa với con chiên 2000 mấy năm trước, Chúa không bao giờ thất hứa với nhân loại. Nên nhớ một điểm, Cha không bao giờ nói sai, Phật không bao giờ nói những chuyện gì mà gạt chúng sanh, để mà cho chúng sanh chờ hoài mà không bao giờ có. Chỉ có vô thần cộng sản hay là thiên ma, nó cho người ta ăn bánh vẽ, và nó cho người ta bị mê muội và mị, tức là nói láo,
Chứ còn trời Phật thần thánh nói đâu là chúng đó. Chúa hứa Chúa sẽ trở lại để cứu con của Chúa. Cứu, cứu kiểu nào? Cứu thì thấy cái đạo nè. Ngươi có nhìn ra tai không thôi. Hồi xưa đã biết trước vậy rồi mà. Không nhìn đó là lỗi không phải của Chúa. Lỗi của ngươi còn sân si chấp. Cứu bằng cách là lập cái đạo mới để được lên lợi, chứ không phải cứu một cái đậu chiếc máy bay lửng lửng không gian á. Tại mấy thằng ác nó giành giật giỏi hơn mấy đứa con chiên hiền, phải không? Nó nhào nhào lên đầy rồi sao chở đóng mấy thằng hung dữ về trời để nó phá nát thiên đình hả? Con có nghĩ chú con ngu kiểu đó không vậy? Mấy lựa người hiền mới lên máy bay, mới bay về trời. Còn mấy thằng dữ tụi mày á lên không nổi đâu, Thiền Bát Nhã khó lên lắm. Thì phải cách là phải sàng lọc. Sàng lọc thì phải có cái sàn, có cái gỗ. Cái gỗ là cuốn kinh Liên Tâm. Rồi có một cái nhà, cái chỗ mà để sàn là Thiên Long Sơn, rồi Thiên Long Cung, rồi Thiên Long Giang, rồi núi Cấm. Đại khái thời tận thế nhiều phương tiện để mà được lên Thiền Bát Nhã. Bề trên đã lo đầy đủ hết. Còn chúng ta có hạ cái ngã xuống, khom cái lưng xuống để mà khấn mấy cái tượng này hay không? Khấn mấy cái tượng của mấy vị anh hùng dân tộc, họ cũng là thần với Bồ Tát không ngoài đó. Ông thần Nguyễn Hồng Trực, đó là vị thần. Lúc ông còn sống, ông cũng là đạo Phật, ông quy y Phật. Chúng ta là đạo Phật thường tí, tuy là chúng ta có Bồ Tát giới. Chúng ta lại ông thần Nguyễn Hồng Trực, ông dầu sao cũng có công với nước Việt chống Pháp. Thì chúng ta quy y ổng, ổng quy y Phật, có nghĩa là cùng quy y Phật. Còn Phật tử á, nghe mấy ông thầy quốc danh học hiểu không tới. Tại mới mặc áo vàng thôi, bữa hỏi mà đảng viên. Bữa nay mặc áo vàng cái là ngon ở ngồi trên bục. Ô, mình đạo Phật, mình chỉ là lại Phật A Di Đà thôi, phần mình về cõi A Di Đà. Mấy ông thần đó là tà, mình không có nên lại. Cho nên mấy bà Phật tử không bao giờ lại mấy anh hùng dân tộc. Con thấy mất phước không? Mất phước nhiều lắm á. Nó không có hiểu. Cho nên khi chúng ta hội thiền, những người nào có công từ thần cho tới thánh tới Bồ Tát, cao cao nữa là Phật, cao nhất nữa là Thượng Đế, mình đều phải lại hết. Có nhiều Phật tử đi vô chùa Thái thấy cái tượng lạ lạ, tượng mà của Thái tóc dài, cái đó cũng là Phật mẫu á. Rồi đi vô những cái nơi chùa, còn những cái nhà thờ của những cái đạo khác, người ta cũng thờ cha thờ mẹ nhưng mà hình thù khác, cái mình thấy không quen, không có hợp nhãn với mình không biết, cái mình cũng có ngó nghiêng, mình không lại cũng không đúng. Mình thấy người ta lại mình cũng đều phải lại, đâu có mất gì đâu. Tại vì Phật, cha mẹ Thượng Đế không có hình tướng nha. Chứ gì không có hình tướng. Tại sao hôm nay cha mẹ cho mình có cái hình tướng? Là vì chuyện này sanh ra người Việt Nam và nước Việt Nam là có cái đạo Thiên Tâm, sau này sẽ thống nhất đạo trên thế giới. Thì cha mẹ cho cái hình tướng để mà mình nương theo đó. Chứ cha mẹ thật sự cũng đâu phải hình tướng vậy đâu. Quốc gia Phi Châu mà khấn cha thì cha phải hiện lên da đen chứ, giống như cũng có thể cha giống như người Phi Châu vậy đó, hiểu không? Cha phải mặc sarong, chứ còn cha mặc đồ như kiểu chinh mà mai mấy con Phi Châu đâu có lại. Con có hiểu chưa? Rồi thí dụ như người Mỹ, người Anh mà khấn mẹ, mẹ phải hiện ra tóc vàng chứ mẹ đâu có hiện tóc vậy. Rồi phải mặc áo theo kiểu bà nữ hoàng anh chứ đâu phải như cái mão này. Chỉ vì Thiên Nước Kiệt này là người Việt, đạo lập ra do người Việt, thì cha mẹ bữa đó mới nói ok, giờ cha mẹ cho nhân loại cái chân dung này
thì từ đó là mỗi một lần mà việc mỗi tuần á gọi là dấn ngang cha mẹ đó, cha mẹ hiện về đúng cái chân dung đó y vậy luôn á, không 100% luôn, nhìn y chang luôn, nhưng mà ở trong cái vô vi á, quần áo của cha mẹ nó nhiều màu lắm. Như vậy rồi mẹ cũng đi đi đứng đứng, chị gót nước trà thì mẹ cũng cầm lấy nước trà mẹ thưởng thức y vậy thôi mỗi tuần. Cha cũng y như vậy, cho nên mà chỗ nào mà thờ có hình cha hình mẹ đó là chỗ đó đó không có ma quỷ. Nhà nào mà thờ hình cha hình mẹ nhà đó đều được may mắn, là vì lúc nào cũng có ông thổ địa và mấy vị gọi là vị, mình nói là ông táo bà táo, nhưng thật sự không phải, đó là ông thần quản gia đó, là sẽ gia hộ cho gia đình mình được im ấm, ăn cơm chiều cơm tối rồi gõ mỏ gõ chén gì đó cũng bớt bị ma nó vô nó phá. Còn những nhà mà không có thờ á là ma vô phá dữ lắm. Nè nó chuyện nhiều rồi. Có gì hỏi con bác? Hỏi lại. Là con phái áo của bác á. Có miền Bắc, miền Trung, miền Nam ở trong cái áo của bác. Da da vàng là da của con cháu Rồng Tiên. Ba dòng máu Bắc Trung Nam. Năm đầu mà Thiên Tấn Kiệt này không tin mình là thiên tử á, trời ơi bệnh muốn chết. Xong đó mẹ cha với mấy chi vị đức thầy về nó ngồi kể lại rồi đọc thánh chỉ thế này nọ, rồi lúc đó mình là dân lớn lên ở Mỹ, kỹ sư mà dân hồi xưa nói tiếng Mỹ không à, không có nói tiếng Việt nhiều, chơi với bạn cũng Mỹ. Rồi đến lúc mà mình qua mấy cái vụ tâm linh này nè, mấy chuyện mà hồi xưa mình đi theo thuyết của ông Einstein nhiều, cứ nghe cái gì trước mắt mới tin, không có trước mắt là không tin. Đại khái cái những năm đầu rất là khổ, sau đó từ từ, tại khi mang thân người vô bào thai của cha mẹ phàm á, 9 tháng 10 ngày chúng ta không còn biết chúng ta là Phật, quỷ hay là Bồ Tát hay là bất cứ ai, nó xóa lại từ đầu hết. Rồi ở cái thời đại này á, là phải dùng trí bát nhã để mà độ đời, và dùng cái tâm từ bi và những cái hành động, có tiền mà không dính tiền, bông sen trong đống bùn mà không có hôi tanh mùi bùn. Thì từ đó mấy gì nó con là cuốn kinh sống á. Nhưng mà đúng ngày đúng giờ á, nó cũng giống như mình mua cái điện thoại mà có wifi á, thì lúc đó cha mới gỡ ra wifi thì làm cái lễ quán đảnh. Lúc đó là thầy quán Kháng Ngoan á cũng mở, thì lúc đó trên trời á mới biết mình đi đâu, giống như cái đèn pin vậy đó, cái đèn nó đi đâu đó. Thì thiên ma cũng quýnh, trời ơi cái bữa tối đó bị thiên ma nó quýnh chết luôn, quýnh là hồn ra khỏi xác. Phật Bảo Ngâm nè chạy tới với sư phụ Hòa Thượng Tới Công, hai vị với mẹ nữa, nhét cái hồn vô lại. Những năm đầu bị dữ lắm, không phải là bị hành sắc mà bị giống như mình lì á, mình không tin á. Thì cho nên tới ngày hôm nay khi mà chuyện này lên nói 5 năm những chuyện siêu nhiên, mình cũng thông cảm được những người chửi mình, làm gì mình cũng đã từng là như họ rồi. Những năm đầu không có tin, cả đức thầy về
Ta là sư phụ của con. Ngài tên là gì? Ta là Đức Thầy. Đức Thầy ở đâu vậy? Ta ở núi Cấm. Núi Cấm là ở đâu? Thưa phụ thật sự cũng chả biết luôn nữa. Chỉ có biết Long Xuyên thôi. Qua Mỹ nhỏ xíu biết khỉ gì. Rồi ngài còn nói chỗ ngài ở nữa. Ta ở gì? Phường An Hòa gì? Ôi tùm lum. Những năm đầu vậy. Cái chị cũng vậy. Chị nói ta là tỷ của em đệ. Mấy em cùng cha cùng mẹ. Ta đã xuống trần 3 lần để kỳ này xuống để mà lo cho cái hội Long Hoa, để mà lo cho cái cơ tận thế này, vậy mà quên. Cái hội tỷ tên gì? Khá là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ai nữa? Tại lúc đó dù đâu có biết ở ngoài đó có những cái tên đó đâu. Ồ, những cái năm đầu nó vậy đó. Tức cười lắm. Sau này quảng hồn á, mỗi lần mấy gì nói cái về mới sức Google ra, mình mới biết. Nhưng mà nó phải có cái lạ. Mục đích cuối cùng của cái cuối cùng là nhân loại mình á sẽ trải qua cái thời kỳ bi đát này sắp sửa qua. Thì cái giá mà trả là cái giá của mình đã trả rồi. Mình đã trốn ở trong nhà gần 2-3 năm Covid phải không? Mình hiện bây giờ mình đang cái khổ là khổ về tiền đúng không? Kinh tế đúng không? Tiệm xá đồ ế đồ đúng không? Rồi mình có cái nỗi khổ là mất người thân một cách đột xuất. Mình đang vui vẻ nói chuyện từng trước, từng nay bị Covid đi lẹ. Đó, thì mình đã qua những cái khổ đó. Rồi mình hôm nay mình ngồi đây mình còn sống lại. Là đó là cái đại phước nó đã qua sàng lọc. Cho nên những người nào, nhưng mà cũng chưa chắc, chưa có qua hết đâu. Nó còn sẽ qua thêm nước Việt này nha. Mình đang là người Việt, mình nói tiếng Việt. Thì mình nói cho người Việt Nam bệnh hiểu luôn. Thì Việt Nam sắp sửa có chết đói. Và có những cái nạn tai lớn nữa. Tức là giống như ở trên đấy, con tôi xuống đây nói chuyện với em Du Gai với mấy đại ca bữa giờ 5 năm rồi đó, nó cũng mỏi cổ rồi nè. Giờ chịu thượng thiên chưa? Chưa. Để tự tôi thượng thiên, tôi biết, nhưng mà để tự tôi lo. Nhưng mà ngày giờ thì sao? Những chư thiên hạ phàm người ta cũng có cái tuổi của người đời, người ta già theo á. Thượng là thượng bây giờ, không chịu thượng kéo trên xiết một chút. Xiết một chút giống như xiết tán vậy đó. Xiết. Khiến đến nào mà dân ho ra đòm ra máu rồi đó thì lúc đó hối hận không kịp. Hôm nay mà mình đã nói tới non nước này rồi, sau này mà mấy đại ca mà phường trưởng hay bí thư phường, bí thư tỉnh, bí thư huyện á mà có bị dân lên nó đập đầu á, đừng có nói là việc này không có từ bi, không có nói trước cho mấy đại ca nghe. Con á xin lỗi á, con cũng làm hết sức con. Cha với Đức Thầy nói, cha Đức Thầy là Phật đúng không? Con phải lấy ông báo quán. Rồi mấy vị Phật ở đằng đó cũng nói lấy ông báo quán. Rồi cái mấy ông thần, ông cầm kiếm á, làm những trực với Đức Trần Đạo rồi á, chỉ con tay ngầu lắm không? Ngài á, từ bi quá. Ngài phải nghiêm khắc với những cái người mà vô nghi. Nghiêm khắc với nghiêm khắc kiểu nào? Chẳng lẽ mình đi lấy cái vinh building mà ở bên Phú Quốc của ông Phạm Nhật Vượng nó xây cho hết mấy lãnh đạo ở bển đánh gòn tối ngày ăn đóng gái vô cho mấy ổng. Giống như đi học tập cải tạo, nhưng mà học tập cải tạo kiểu thời đại phải không? Sáu sao. Giờ cái đó mà ông cũng không có chịu nữa. Cái bây giờ mới nghĩ bây giờ nghiêm khắc kiểu nào? Thì ngài phải nghĩ ra cách. Cái bữa ngồi thiền cái mấy gì chỉ. Thì xin ông Trump cho visa 4 triệu đảng viên Mỹ qua đây ở chừng 2-3 năm đi lang thang khắp nước Mỹ nè. Ăn hamburger, uống chocolate, uống coca, riết tự động cái bắt đầu khôn ra rồi. Lông lá khỉ đồ tự nhiên lột xuống hết. Chứ giờ có cho ổng ở khách sạn của Phạm Dượng mà đánh golf 4 năm thì cũng là ở nước Việt Nam, đâu có mở rộng tầm nhìn đâu. Trời ơi, phải cho Mỹ đi lang thang vậy đúng không?
mang ba lô rồi đi vòng vòng, rồi tự nhiên là về bắt đầu yêu kiệt, yêu dân, yêu nước lại. Rồi lúc đó chúng ta ngồi bàn, ngồi ăn tiệc chúng. Cười mấy ông mắt ô nghe, mấy ông còn chửi. Mày thân cộng á, mày thương lo việc cộng mà mày không lo cho tụi tao. Mấy bác ô toàn người con phải lo. Ở bên đây có Biden lo mỗi tháng gửi về mấy nghìn rồi. Đúng không? Đâu cần kiệt này lo. Còn đảng viên này đâu cho tiền. Lúc đó quỳ dân nó rượt, nó trong nước cũng không yên, ra hải ngoại cũng không xong. Ở đây á, mà cơ trời có gì cập nhật á, là cái mình gọi cái đài này đài gì ta, đài thiên đình CNN 24 hour, phải không? Thì lâu nay tin tức thì cũng có chút chút mới mới, nhưng mà tin tức cũ thì cũng vẫn giống vậy. Nước Việt vẫn đen tối, vẫn tiếp tục ảm đạm để chờ có ngọn gió nổi lên. Bây giờ nó mục á, cây rồi trong nhà mục rỉu hết, chỉ cần ngọn gió mà thổi cái là nguyên nhà sập. Hồi xưa 5 năm trước á, mình không muốn sập nhà, mình muốn biến chất, mình muốn đa đảng, mình muốn đại khái, mình xin cha đủ kiểu hết. Tại cái Thiên Long Sơn này á, thấy nó vậy mà nó không phải bình thường, nó xoay chuyển được tất cả những quốc gia theo cái ý sư phụ khấn á nghe. Khánh nghe là nghe bị đông lạnh nè nghe. Khánh cho Biden giữa đường gãy gánh, bữa nay ông hạch tội rồi, thấy không? Khánh cho ông Trump lên lại nữa, phải không? Khánh cho Đài Loan tuyên bố độc lập nữa, phải không? Khánh cho ông Tập Chứng Bình bị đứt mạch máu nữa, phải không? Khánh đủ kiểu hết. Rồi khánh cho nước Việt thông tính luôn nước Miên và Lào nghe, tại mấy thằng đó nó đâm băng không mình hoài nhột lắm. Sẵn cơ hội này, nếu mà không làm nó giống như Do Thái. Do Thái nó bắt buộc nó phải phô trương với mấy thằng chùm khăn mấy quốc gia xung quanh, trong vòng 8 tiếng nó lấy thành phố Gaza để cho sau này nước nó được tồn tại. Chứ không thôi mấy thằng kia cứ ăn hiếp nó hoài sao. Thì cái cơ hội Miên với Lào, nước Việt bây giờ cũng giống như vậy đó. Làm bây giờ mấy người tính chuyện lớn là tính như vậy á. Nên Do Thái kỳ này nó đạt được ý của nó. Giờ có ai càng nó cũng quýnh cho mấy thằng kia, nó bơm nước cho mấy thằng chuột chạy lên hết. Thì cái Thiên Long Sơn này thấy nhỏ nhưng mà lại có vỏ. Và cũng là một cái nơi duy nhất có cái sự liên hệ với bề trên để mà uyển chuyển từng quốc gia, từng cái lục địa ở cái địa cầu này. Mà đặc biệt là người Việt Nam thì hơi đặc biệt hơn chút. Cho nên cái nước Việt Nam á, nó không có ngu như kiểu là dân Bắc Hàn khóc hụ hụ, mà nó cũng không có đói như te tươi như kiểu dân Cuba siêu siêu ảnh ảnh vậy đó. Là do mình khánh, chết chết, sống sống, nghèo nghèo, giàu ông giàu. Thì nước Việt Nam được cái ưu tiên đó là gì? Có Phật Thánh Tiên đầu thai vào nước Việt. Chứ bây giờ cái thế hệ 18 tới 45 ở Bắc Hàn á, kêu nó đi làm bia đỡ đạn cho ngủ, nó làm liền á, tại nó ngu rồi, nó bị nhồi sọ rồi, nó giống như là đám zombie rồi. Cuba cũng vậy. Còn bây giờ 18 tới 45 của Việt Nam á, sức mấy, tụi nó khôn hơn hai thằng này nhiều. Tại chỉ còn có bốn nước cộng sản cuối cùng, đúng không, là cái bài Kính Thiên ra đời là Liên Xô sụp đổ, chừa lại bốn nước cũng giống như cái gì mà gớt xuống á, phải có bốn cái dù phải căng lại, giống như chứ mà đứt hết luôn á, không còn cộng sản thời đó thì nó không có ba lần cái địa cầu. Cho nên Thượng Đế mới cho bốn nước cộng sản còn lại, đó là Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn với Cuba. Nhưng mà hôm nay không cần cái dù nữa, tới cái thời này thay đổi là không cần bốn cái dù đó nữa, phải dẹp luôn bốn cái dù đó.
mà 18 tới 45 Việt Nam đâu có giống 18 tới 45 Cuba hay là Bắc Hàn đâu, khôn bao nhiêu. Tại tụi nó chưa đúng có thời cơ thôi. Bây giờ mấy đứa thấy mấy đứa du học sinh qua Mỹ nè, con cháu cha bây giờ bắt đầu từ từ nó cũng hòa đồng, nó vô khu Việt Nam đồ, nó chơi với mấy đứa Việt Nam lớn lên đây rồi. Chứ hồi xưa là ông Nguyễn Văn Thanh thứ trưởng mà bắt mấy đứa du học sinh qua đây á, ký tụi mày qua Mỹ tụi mày không có được chơi với cái đám ruột thừa Việt Kiều nghe, tại sợ bị nhiễm cái tư tưởng đó rồi về làm sao. Cho nên cái sợ thành ra bây giờ tụi nó phản ảnh ngược lại hết, những cái gì mấy ổng kêu tụi nó làm đi phản ảnh ngược lại hết. Trời ơi, bây giờ nó cưới con Việt Kiều quá trời luôn á. Rồi cái lâu lâu cái hụ mới hỏi em bề trên, vậy chứ giờ đảng viên ở Mỹ nó tới 220.000 người gửi qua đây lâu nhiều quá, rồi làm sao mình nói cho họ hiểu. Nó ô bây giờ nó hiểu hết rồi, Thái tử đừng lo, chỉ có cái thằng nào á nó ngu á nó mới còn nghe lời tổng cục chi bộ đồ họp hành đồ, còn bây giờ không ai ở Mỹ nó mà chịu chết cho đảng hết. Nói ông nói vậy đó. Này nóng mà ta. Cái này cũng được nè. Thiên tử xuống trần. Kiểu nào cũng ok hết. Mình là người gọi là ok. Ngoài Thiên Tấn Kiệt ra có cái tên gọi là ok. Hồi thời dưới cái chùa bị tai tiếng á, bị oan ức thôi, mình có cái tên mới là Câm Điếc Đuôi. Trời, mấy bà Phật tử ở đây nghe lời trăm chùa thầy Quốc Danh dưới này chửi mình như cái gì đó. À, hỏi ở trong chùa mà có ông thầy nào mà có bồ mà đi ra khỏi chùa là chủ chùa bị chửi. Mình bị chửi hai lần á. Cho nên cái vùng này khó độ là vậy á, không có đủ phước. Cái động lực nào khiến sư phụ vượt qua được những tai tiếng trong cuộc đời? Động lực nào hả? Sư chỉ thấy là nếu không có sư phụ á, bề trên cha với Đức Phật á, cũng sẽ để cho nước Việt bị xóa sổ trên bản đồ thế giới, sẽ nhập vô nước Tạo. Tại vì ở bề trên tính những không có tính cõi hữu hình mình, tính cõi vô hình. Vì sư phụ là thiên tử, có cái oai lực ở bên cõi vô vi mới sinh được. Cho nên vì cái ý chí đó, và đồng thời những cái tiền kiếp sư phụ là vua nước Việt, vua Minh Mạng, thì dầu sao ở một cái thời đó cũng đóng cái phim màn đó, thì sư phụ cũng không có nở để cái quốc gia mà ngày xưa mình gán tạo dựng hôm nay bị mất vô tay của giặc Tàu. Tại cái tiền kiếp thì mới có cái duyên với nước Việt đậm đà vậy đó. Cái duyên gần nhất. Còn những cái chuyện mà xa xôi, thời Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hùng Dương nữa là xa, mình nói nhiều thì mất công người ta nói mình nổ không? Không có nổ. Thiên tử xuống trần có quả địa cầu này giống như một cái sân gạch này, cục đá thôi à. Mấy vị nói cái trái đất này á, nó chỉ là nhỏ nhoi với ngài thôi. Nhưng mà vì ngài có duyên với cái quả địa cầu này, ngài đã đầu thai với nước Việt nhiều lần thì hôm nay ngài mới gán làm. Chứ còn so với vũ trụ á, cái chuyện này đối với ngài nó là không có phải lớn lao gì hết, con hiểu không? Trên nói vậy đó. Nhưng mà cái bàn chân của sư phụ đi tới đâu thì có Thiên Long Bát Bộ và có chư Phật, có cha sẽ gia hộ với nước đó. Cho nên những cái thời mà sư phụ đi ra miền Bắc á, với bà vợ của ông Tô Lâm á, mấy vị cứ nói ngài cứ đi nhiều miếu nhiều đền đi, ngài đi chỗ nào á mấy vị thần với mấy vị ở đó rất là vui. Và cái chỗ đó người ta đã chờ ngài về, cho nên lúc đó sư phụ về sư phụ đi là tùm lum hết. Đi tới đâu á là mẫu 3000 mẫu này mẫu kia đứng khóc, ô thấy nhiều nghìn năm rồi mới gặp lại thái tử.
trong cái vô vi á, mấy người mà đi theo sư phụ á là những người đặc biệt không à, những người có cái thần thông lạ lùng, tiếp xúc được. Ví dụ như người ta đi về ngoài, ta khánh tượng, sư phụ chỉ cần nói chuyện thẳng luôn, đi tới tượng nào sư phụ đứng trước tượng nói thẳng. Bởi vì mới có câu chuyện mà có cây ông đó mở đó 3.000 năm. Hồ đi ngang cái thằng đi theo giống kiểu hữu tính vậy, bị nhập vô lăng cu. Cái bắt đầu nó lại, thưa ngài, con chờ ngài ở đây 3.000 năm rồi. Trời, làm gì chờ tôi tới 3.000 năm, bị nhốt chỗ này gần 3.000 năm, mong ngài giải thoát. Giải thoát bằng cách nào tôi đâu có biết làm gì. Cái bắt đầu chỉ vô cái bàn tay thôi, tại bàn tay này là cái ấn phải không, chỉ bàn tay ịnh vô cái cây, thua ịnh vô cái nó lăn gù sức ra, mừng quá, giải thoát. Có những cái chuyện lạ đó, hồi xưa nhiều cái chuyện ngộ đó. Thì từ đó thì Phụ bắt đầu mới tin những lời của Đức Thầy với mẹ rồi dạy đó, nghe hiểu không? Rồi cái lần Phụ mà ngồi thiền thì tự nhiên á, mây nhiều mây lắm ở Việt Nam mà, cái mây ở hướng này tự nhiên cũng lên đầu, cái mây đứng kia cũng bay lại, tự nhiên cái gió khi nào mà gió đi ngược lại như không, cận mây hướng kia với mây hướng này cũng đây, tự nhiên đóng mây trên đó ngủ 7-8 màu luôn. Thì lúc đó cổng thiên đình mọc ra hướng đông bắc, tức là trong 513 câu sư phụ có nói. Lúc đó có sư mẫu ngồi nè, có thằng Thành luôn nữa, có bữa nào còn hỏi thằng Thành đấy, nó cũng quảng hồn luôn. Ủa mây thí dụ như hiện giờ đang gió hướng này thì mây đi hướng này không, tự nhiên cái mây hướng này cũng ngay đầu mình, hướng này cũng ngay đầu mình, tức là mấy vị trên á, đứng trên mây á mình không thấy. Rồi xong mấy cổng thiên đình mở ra thì từ đó thì mới biết à, cái chỗ đó là nhà của mình ở hướng đông bắc. Thì từ đó thì mới biết là cha mẹ ở hướng đông bắc á, thì mới cái lúc đó mấy vị mới nói tất cả các con của thời đại này quay về hướng đông bắc, chỉ cần quay về hướng đông bắc sám hối và xin cái tên thiên, tức là giống như cái tên nickname thôi, còn tên Trần, tên Nguyễn vẫn giữ thì là được về trời. Từ đó mới có cái, có hướng đông bắc ở trong kinh. Nên những gì Hữu nói trên mạng hay những gì đó nói là sự thật 100%, không thể nào mà ảo tưởng hay là ấy. Chẳng qua người Hữu gọi là nó lạ hơn 8 tỷ người, mình dùng chữ lạ là hiểu rồi. Lạ nghĩa là không ai có từng kinh nghiệm qua. Cả bản thân này cũng hồi xưa cũng là thiếu kinh nghiệm đó nữa. Thì gần đây mấy con ở xung quanh nó còn một thấy. Chứ lịch sử hồi xưa giờ á, có ai thấy ông rồng ở trên mây hoài không? Mấy con thấy hoài không? Vài ba ngày là mấy ông hiện lên nói chuyện với mình phải không? Đứa nào chuyện gì là ngài cũng không nói. Mẹ viết ra, nhưng mà lúc đó đó bài chính thiên đầu tiên viết năm 1979 tại ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, nước Bắc Việt Nam. Lúc đó có cả ngàn ông HO trại A, trại B, trại C, những cái tướng lãnh cao cấp thì ở trại A, từ hàng đại tá trở lên với tướng với dân biểu rồi đó, là kế cận thiệu đó. Thì giờ cũng có những chức sắc cao đài, những chức sắc của hòa hảo lớn. Thì lúc đó ở trong tù không có tin tức gì, thì mấy ổng mới lập cái bàn cơ để khánh đây bên cao đài ta chạy cơ mà. Thì những lúc đầu cơ chạy thì cũng ma quỷ rồi vậy thôi, về giả bộ chơi giỡn giỡn. Sau đó lúc đó từ từ cái nhiều bàn cơ lắm, trong đó có nhiều cơ trà hoa, cơ long hổ, cơ đủ loại hết. Thì cũng làm những gì mình, những gì thần thánh. Thì sau đó một thời gian đó, đến khi mà Ngài Địa Tạng cầm đi trước, tiên nữ rải qua rồi đi trước,
Đầu tiên á là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông ghé vô ông nói chuyện. Thường nhớ vậy. Ghé vô. Rồi xong lúc đó nói một có một vị Phật tới của vũ trụ. Ta mấy vị gọi là mẹ Hoàng Vũ. Ở trong đó mấy vị kêu Phật mẫu mình là mẹ Hoàng Vũ. Nguyên văn là vậy chứ còn mình là kêu Phật mẫu đúng không? Thì mấy vị nói mẹ Hoàng Vũ đến để mà ban những lời cho các ngươi. Thì tiên nữ đi trước hai hàng người quân tướng, rồi tới ngày Địa Tạng là ông đằng đó đó đi, rồi mấy vị Phật cũng đi gửi hoa đồ đi, cái mẹ xuống mẹ ngồi mẹ dạy bài kính thiên. Thì lúc đó là chiếc thuyền của sư phụ đang trên biển bị nạn nữa nghe. Rồi mẹ mới nói là mẹ mới giết thì con biết bài kính thiên à. Kính thiên đã chiếu xuống trần. À, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, lấy lời Phật nói là mình phải một và nhân mười, lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả triền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời. Thì cái bài kính thiên năm 1979 vừa ra đời, thì không bao lâu á, bài Hồng Phàng giữa mùa xuân của mấy vị hồn thiên sông núi cũng ra đời. Thì chế độ Liên Xô sau đại nhị thế chiến nó có hai khối, khối Warsaw và khối NATO. Thì Nga Xô sụp đổ bởi do bài Hồng Tàng và bài Kính Thiên. Thì lúc đó ngài Trần Đạo và tất cả những hồn thiên sông núi, cả ông Quan Công luôn và cả ông Chột Washington nước Mỹ, họ đều là một nhóm thôi. Tại hữu hình mình thì quốc gia này quốc gia nọ, bên kia là có một thôi, chánh với tà. Thì từ đó cha mới hạ lệnh tiêu diệt những cái ác trên thế gian này. Thì tất cả các vị theo bài Kính Thiên làm kim chỉ nam, tức là cái bài Kính Thiên làm kim chỉ nam, sau này là hết binh đao quy cổ diệt kim, là nước Việt mình không còn binh đao quy cổ diệt kim, thì nó mới trùng hợp với cái bài sấm cơ của Đức Thầy với một trạng trình đó. Thì sau đó mấy vị nói vì hai thể chế giữa bên thiện và bên ác, mà bên ác á đã bị tan rã khối cộng sản tại Nga Xô sụp đổ là do ông Reagan, Gorbachev tuyên bố, còn mà làm sạch sẽ hết thì nó sẽ không có thăng bằng cái quả địa cầu. Thì có nghĩa là giống như cái đám tự do mà nó chiếm hết á thì cái quả địa cầu cũng không thăng bằng, mới để phải từ từ phải không, mới cho bốn vụ nãy vậy. Vụ nói Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam, Cuba, để mà từ từ rồi để mà chờ Phật với lại chờ sư phụ, rồi bắt đầu làm cái hội Long Hoa. Thì hôm nay là cái ngày đó, là từ đó tới ngày hôm nay. Mà cái bài Kính Thiên mẹ nói là chẳng còn bao xa. Lúc đó thụ mười mấy tuổi mà hôm nay năm mấy tuổi, đối với trời Phật bốn mấy năm chỉ có không đầy nửa sắc cành nữa, nó không biết. Mấy vị nói là nói theo cái thời gian trên trời, mấy vị đâu có nói theo thời gian dưới đất mình đâu. Bữa giờ sư phụ xuống trần là không tới nhiêu ta xẹt cái nữa. Rồi đó là bài Kính Thiên. Rồi đến cứ lình bình. Rồi đến 7 năm mà trong kinh Khải Huyền mà nói là 7 năm lận đận lao đao gì đó. Rồi kinh của Đức Thầy cũng có nói. Thì từ đó bài Kính Thiên số 2 mới ra đời. Trên đó Điện Mẫu, lúc đó trong đó một cái bông sen lớn lắm, mấy chư Phật ở trên đó. Rồi cha thì mặc lông bào đỏ, mẹ mặc lông bào vàng. Rồi quân tướng đồ đóng. Rồi về mặt hữu hình á thì có sư phụ, có Hòa Thượng Thái Siêu, có mấy ông thầy cũng cả 5-7 ông.
Phật tử với mấy người trên núi nè, cũng cỡ 60 người á. Phụ có video mà. Tự giờ mấy người đó còn sống thì Phụ không có phổ biến, để nó sẽ làm hư với đạo Phật Đại Thừa. Tại mấy ông thầy cũng còn đang dưới núi nè. Thì lúc đó mẹ cũng là mẹ, mẹ nhưng mà đại diện cái những lời văn đó ở trên nó họp thôi. Nó là con điếm này, nó là 18 câu á, thơ lục bát. Rồi cái bài Kính Thiên số 2 cũng là 18 câu thơ lục bát. Thì lúc đó mẹ mới cho bài Kính Thiên số 2 Kính Thiên để chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời. Thì từ đó là officially đạo Thiên Tâm ra đời năm 2017 phải không? Là 16 tháng 3. Mở ra chánh đạo Thiên Tâm cứu đời. Ấy là ân phước Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chính, không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì Thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong. Thay trời không mê theo sát phàm trần, tu sao cho xứng với ân Thượng Hoàng. Nghĩa là cha còn sợ, cha còn lo cho Phụ mê gái hay mê tiền hay mê xe độ đồ này nọ nữa, không không có được mê sát phàm trần nha. Rồi kéo đầu Phụ mới giơ tay lên thời, từ nay về sau con xin thề với cha mẹ, nếu con sai phạm con sẽ tự quỷ xác đi về. Tài con không ham tiền, tức là không ham tiền. Cái tài danh con không ham danh, con chỉ làm việc nào có lợi cho đại đồng thôi, cho quần chúng thôi. Tài danh sắc con không có mê gái, không có mê gì nữa. Thực con không ham ăn đồ ngon vậy á, ăn tam tịnh nhục ăn chay. Thì con không ham ngủ, con ngồi thiền, con đọc kinh. Cái vụ thời, nếu mà phạm năm thứ đó sẽ quỷ xác kẹt đi. Cái ca lúc đó cũng 50 người, cái ngồi xuống dưới núi này bàn. Cái xong buổi lễ rồi không, cái xuống đây ngồi nói: ê anh Kiệt, anh đang làm cái hẹn đó mấy trăm người, ngày nào anh cũng ship đồ quá trời luôn mà anh không ham tiền, nghĩa là gì? Anh nói nó láo. Mấy bà Phật tử á, nghe nói: ủa tôi không ham tiền, có nghĩa là tôi là đồng tiền bất chánh, có nghĩa là mình lấy cái đồng tiền đơn đặt hàng của người ta đặt bao nhiêu mình làm nhiêu, tôi không có nên định bợ nghe, tôi không có rủ ai ăn tối nghe, tôi không có hố lộ ai nghe, tôi lấy công làm lời tại cái hãng nó làm điện tử mà, như là tiện rồi với điện tử gắn đồ vô thì có lời có chịu, cũng giống như vũ neo rồi thôi, lấy công làm lời đó. Nhưng mà cái quan trọng cái chữ không ham tiền của tôi á, có nghĩa là tôi làm tiền tôi không có xài, tôi làm tiền tôi đi lo cho đạo, lo cho núi, lo cho cái gì tốt cho mọi người. Thì bây giờ mấy con thấy sư phụ giữ đúng lời thời mà, cho nên mình mất có mấy chục triệu mua cái dãy núi này, không biết đất này đất vàng á đâu ai mua nổi, bây giờ trả 100 triệu mua Thiên Long Sơn á, sức mấy sư phụ mà bán. Cái núi này bây giờ 200 triệu, 1 tỷ cũng không bán nữa. Trời ơi, núi này nó quý, vô vàng. Bây giờ cái thằng khùng Elon Musk nó có 5.000 tỷ đô la đi, mà nó sắp điên, nó lên đây nó hết bị điên, nó cũng có thể mua 5.000 tỷ cái núi này á con. Nó chỉ muốn hết điên chứ đâu có muốn là tiền nữa đâu. Cho nên cái núi này là chỉ bệnh, từ bệnh trầm cảm cho tới bệnh ma nhập, rồi bệnh comatose, rồi bệnh không biết tu, bệnh bất hiếu, bệnh phản bội chồng mà quậy lên đây cũng hiền. Tức là cái núi này chị lên đây là chị bệnh dữ, mục đích cuối cùng ai bước xuống núi đều là hiền hết. Con thấy nó quý giá không? Thế gian này chỉ có một chứ không có cái hai, không bao giờ là có cái hai. Cũng như thế gian này chỉ có một thiên tử là đang ngồi đây, không có cái số 2. Và là những cái chuyện chỉ có một,
mình ở đây nói là có thiệt, không có cái chỗ số 2 luôn. Cho nên tại sao ở ngoài đời giàu cho những cái clip cũ lụa nói những vị thầy lỗi lạc ở thế gian này, những vị mà tu giỏi kiểu nào nữa, họ chỉ biết cũng có tới đó thôi. Còn chuyện thiên đình, chuyện của sư phụ tuốt ở trên cao, họ không có biết được. Những vị Bồ Tát, những vị cao hơn họ không thể nào mà đi tiết lộ thiên cơ cho cái ông mà nhập định mà ngồi dưới này mà biết được hết. Cái đó là phạm với luật thiên, không biết không? Cho nên chỉ có sư phụ ở trên cao thì cha mới nói. Cho nên những cái gì có lỗi lạc nữa, chỉ biết sư phụ là người phi thường thôi, cũng chẳng có biết sư phụ là ai luôn á. Cả mấy ông thầy Tây Tạng giỏi chỉ biết này có 7 dòng hồ an là lạ thôi à. Ngoài ra còn identify mà xác thực mấy ông cũng khó mà biết đó. Nhưng mà một người có 7 dòng hồ an, một người như sư phụ không bao giờ nói láo. Nói láo là mấy ông rồng mấy gì bập liền á con. Cho nên nói mấy ông cũng có cái insurance đó. Nhưng luật sư dám nói láo không? Mấy tụi CPA á, còn có thể con khai hình không tầm 7 mang CPA đâu không vậy. Thì sư phụ cũng giống vậy. Tại sư phụ có mấy gì xung quanh đẩy á nè, mấy gì đang ngồi đây nè. Tại sư phụ đi đâu là có 18 ông la hán hộ mà. Rồi mấy ông rồng biết bao nhiêu. Trên núi mình cũng vậy. Mấy con mà thử mà làm cái gì đi, sư phụ nói liền. Xả một cục rác thôi, bữa là ông A La Hán ông cầm lên liền thấy không? À, Mỹ Hạnh đó. Cho nên cái núi của mình á, nó có cái check and balance á, cũng như là có cái sự kiểm duyệt lẫn nhau á. Chỉ có chúng sanh ngu muội u mê không có biết sư phụ là ai, họ mở miệng bừa bãi thì họ hàng đầu đường số chợ mình không có nói. Còn những ông thầy vẫn còn cao ngã mạng, vẫn còn tham sân si, hơn thua về mặt đời, buông ra những lời không có hay thì sư phụ cũng không có chấp họ. Tại vì họ cũng vẫn là một người tu tập thế gian thôi mà, họ đâu phải là Bồ Tát đâu, cốt họ đâu có phải là Bồ Tát đâu. Còn những người mà siêu, người ta không bao giờ người ta buông lời hay nói những cái gì về thiên tâm hay về sư phụ hết. Đó là người tu thứ thiện. Cho nên trên mạng mà con thấy ai mà buông lời hay nói về thiên tâm họ thì mấy ông đó là cũng là người phàm thôi, người phàm phu không tu mà cứ soi lại những cái đau thương quá khứ và những cái ích kỷ thì mấy ông thầy cũng là phàm phu thôi, không lo tu mà có lo so đỏ. Thấy đâu Phật nói nhiều quá, cái gì có gì hỏi thì nói tiếp, thôi vô chống nắng. Nắng mà ngồi cũng mát ha. Không có đợi. Nắng của Thiền Long Sơn là nắng này nắng ấm tình người phải không? Nắng Cali á. Chứ đâu phải như nắng Houston hay là Arizona là mình xong luôn á. Mình để cái trứng giám nó chín luôn á. Đó này cũng đỡ ha. Không thấy lạnh nha. Cái này che nắng. Đây cái mặt này giờ nó dày rồi, giờ nắng cũng không có nám, cũng không có ảnh hưởng gì. Năm nay nó quá dày. Giờ đại bác bắn đâu có lũng đâu, lựa thử đi. Mặt dày quá trời luôn. À, thiên cái gì lôi âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ nhẽo người khinh, thôi ta để mặc tình, mặc ai chế nhạo hận mình thì mình lo. Câu của Đức Thầy lôi âm tự đường đi chưa tới. Từng rồi con hỏi á, là vì sư phụ sức cái dầu á, dạ. Cho nên mắt sư phụ nó cứ nheo nheo, mà nhớ không hội trường không? Dạ. Là dầu á, trời ơi dầu lợi hại lắm á, nó cay á. Bữa cho má ăn chi á, dạ. Lon á, rồi cái dầu cay, cho nên quay phim thấy con mắt cho mình xong nó nheo nheo hoài á. Thì là cái dầu á. Dầu con gấu.
Alo đệ tử. Còn á, con quay trở lại hả? Dạ con quay trở lại, con thỉnh sơn mài của cha mẹ, bây giờ chuẩn bị con về. Hay quá ta, nhỏ này cũng biết tôn kính Thượng Đế quá. Thượng Đế cho con á tí trí khôn. Mẹ Phật Mẫu này cho con cái hồn ma đó, chân thần đó, gọi là hồn. Hai vị đó là cha mẹ thật sự. Con về luôn hả? Dạ, con bay tới đây rồi, bây giờ con bây giờ phải cách chuyến bay. Ôi trời, mà đó trời đi sẹt sẹt chỗ này. Ok, con về giữ dạ, sức khỏe nha. Dạ. Con lộ bình an. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Qua đây chỉ lấy cái tượng thôi về. Này có muối là được. Muối không? Sư phụ, con xin hỏi một câu. Là trong cái tình hình hiện tại bây giờ đó, nghĩa là nước Việt Nam mình đang đứng ở hai bên, một bên là Mỹ, một bên là Tàu. Mà cái ảnh hưởng của Tàu nó mạnh đến cái mức mà Tập Cận Bình vừa qua đó, khi Mỹ qua không thấy ký cái văn kiện nào hết, mà Tàu qua là ký 36 cái văn kiện. Gửi không? Đem gửi ra đẳng. Chưa kể, nó dơ một cái món quà để dụ Việt Nam là cái đường xe lửa cao tốc Bắc Nam. Thì xin hỏi sư phụ là trong cái tình hình như thế này thì nước Việt Nam ấy, hoàn cảnh nó như thế nào? Nó nghiêng ngã ra làm sao? Nước Việt Nam là của Trăm họ. Trăm họ là họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Ngô, họ Quỳnh, họ 100 họ. Chứ nó không có phải là thuộc về của họ Đảng. Nên nhớ, họ Đảng chỉ có một họ thôi. Còn nó thuộc về cả trăm họ. Chuyện thứ nhất. Thứ hai, cái nước Việt ngày xưa đã từng là, mình dùng chữ nói cho dễ nhớ, tại vì mình lên mạng mình phải nói chuyện thực tế cho dễ hiểu. Để như vợ chồng mà trước 75 là đã là vợ của Mỹ rồi. Ok, sau này cái phản chồng rồi đi theo ông Tàu. Rồi hôm nay cái nhìn lại thấy chồng cũ của mình dầu sao á, nó cà chết nhưng mà nó cũng biết lo. Thấy không? Thì trong cái lòng đã ngã về chồng cũ rồi. Còn cái thằng chồng mới có mấy chục năm mà thằng Trung Trọng mẻ quá à, mà con riêng của tao á, mày cũng muốn giết con ruột của mày, mày cũng muốn giết. Con nghĩ một người phụ nữ gì chở lấy thằng chồng vũ phu Trung Cộng, hay là trở về thằng chồng cũ hiền hòa lịch thiệp văn minh thời xưa à? Nếu con là phụ nữ có hai chồng á, mày không chịu, giờ tuổi về già rồi. Còn nếu mà đi theo thằng dân chơi ác ôn á, nó giết luôn con của mình hết, mình đâu có muốn. Còn một mình thì mình nuôi không nổi. Nhưng mà từ dân chơi á, nó có cái chiêu trò của dân chơi, dân du côn mà. Thì nó đưa gì ký cứ làm đại thôi, để cho nó đừng có ta biết mày cũng sắp chết rồi á, giờ mày muốn gì tao cũng chiều mày đi, nhưng mà tao biết thế nào á mày cũng chết, mày cũng trả cái sự tự do hạnh phúc của đời tao với con tao với chồng của tao trở lại đầm ấm một cái gia đình trở lại, cho nên cuối cùng cũng về Mỹ, hiểu không? Còn giờ nương nương nó, để cho nó đừng có đốt nhẹ. Trời, mình nói chuyện ví dụ gì dễ hiểu quá. Trò chơi chính trị là trò chơi của con nít 3 tuổi, nên nhớ. Nít 3 tuổi nó còn giữ ngôi tính hơn là mấy thằng lãnh đạo nữa.
mấy thằng lãnh đạo đâu có giữ uy tín gì đâu. Sự bà ơi. Tuyên bố chúng ta là cùng chung số mệnh, tức là nó biết sắp chết chằn cháu gì đó, giống như kiểu hồi xưa mà vua Chiêm Thành á lấy quyền chân công chúa xong cái có năm cái ông ẹt cái ông muốn thiêu sống công chúa rồi á. Phong tục mình có gọi là bông hồng cấm bãi cứt trầu á, mình đâu có ngu kiểu đó. À, bệnh sắp ẹt rồi cho nên chúng ta cùng chung số phận. Chứ nếu mà nó không biết nó yếu, tại sao nó qua chăn chói làm gì? Không chi mấy ông lãnh đạo có cái đài của ở đây nữa cho hồ báo trước chuyện gì xảy ra mà ngu gì nghe nó nữa. Sau này là Tây Tạng sẽ được, khi mà Mỹ nó đánh không có đánh ở ngoài biển nha, máy bay mà bay ngoài biển bay ngắn quá, bay đâu có đủ cái sức bay, nó phải bay vô sâu lục địa phải không, đánh cho banh cái hậu cứ hỗ trợ cho Tây Tạng độc lập, cho Đài Loan độc lập, cho Hồng Kông độc lập, cho Mông Cổ độc lập, cho Tân Cương độc lập, đúng không? Sơ sơ là thấy năm rồi đó. Tại vì cái bản chất của Trung Cộng á, nước Tàu á, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thời Xuân Thu á, nó đã chia nhiều nước rồi, nước Tần, nước Sở, nước này, nước kia đủ hết. Thì cái giống như chiếc xe mà gáp nhiều miếng lại vậy đó, nó không thể nào mà nó là một cái khối được, nó rã ra. Còn nước Mỹ là một khối á, nước Việt Nam là một khối, rã sao rã. Còn nước Tàu nó nhiều cái nó gáp giá lại, những chiếc thuyền của nó gáp giá lại, thì hôm nay nó phải trở về cốc khỉ dẫn quần cốc khỉ. Cái đó là cái định luật thiên nhiên mà. Hồi xưa nó đâu có một bự vậy đâu. Tân Cương sau này độc lập, Đài Loan độc lập, Nội Mông độc lập, Mông Cổ độc lập, Hồng Kông độc lập, cũng giống như thời thập bát liên quân của bà Từ Quy Thái Hậu vậy thôi. Thời Sinh Tô cũng vậy, thời Tam Quốc Chí cũng vậy. Thường á, ở đây á, có một nhóm mấy người Hoa mà hay tới lại lên á, là họ biết cái núi Linh Thiêng á, họ lại để họ kéo dài cái chế độ Cộng sản Tàu á. Tại vì trả trên á, là cũng từ bi phải không? Cái thằng ác cũng con trai cho nên mấy con gặp mấy người đó mình phải khéo khéo không. Hồi xưa họ lên đây họ lại hoài cho nước Tàu được thống trị thế giới này nọ, khắng có ngày khắng tầm bậy bạ không, mà họ khắng họ có quyền họ khắng, cũng giống như sư phụ khắng thì sư phụ muốn nghĩ gì sư phụ khắng cho nước Việt không còn chia cách, không còn dị biệt, không còn ruột dư ruột thừa, không còn Bắc Trung Nam, chỉ là một nước Việt, thì sư phụ có quyền khắng, thì họ yêu nước họ cũng có quyền khắng, nhưng mà họ về nhà họ khắng, đừng lên núi mình khắng. Tại nghe cha sẽ ngồi nghe hai bên, thằng con tôi với cái đám Tàu Trung Cộng nó khắng, giờ nghe hai, dĩ nhiên là cha cũng thương sư phụ hơn đúng không, nhưng mà cũng phải mất công làm phiền cha cân nhắc. Nhưng không có làm phiền á, thấy mấy thằng Trung Cộng mà tới núi mình khắng, con đuổi đi.
Rồi tới đây là đặt bạn khấn hoài. Tại tụi nó tâm linh giỏi lắm, nó biết hết. Trời ơi, một cái bà mà ở mớm rồi hỏi anh bắt đi. Bà mainland China mà 60 năm trước, bà ngồi là bà nói thời này qua Mỹ sẽ gặp một cái dãy núi có rồng, và đó là Châu Văn Dương tái sanh, là thiên tử, là tần thế hoàng của mình ngày xưa. Bà qua bà gặp sư phụ á, giống như bà ôm sư phụ lên đầu vậy á. Cái bà mớm mà bên lãnh đạo đó, bà có thần thông á, mà bà muốn gặp hoài sư phụ đâu có gặp bà đâu. Mỗi lần mà nằm chơi chơi là 5 phút bà tới bà nhà, bà biết, bà biết chuyện gì sư phụ đang đâu á. Từ đó sư phụ đóng cửa núi cho bà lên. Khổ, người Tàu thần thông ghê lắm. Rồi bà về bên Thượng Hải, bà đem một đống mấy người thần thông của Thượng Hải qua để mà phỏng vấn sư phụ. Kỳ đó năm 2017 ngay đây nè. Họ biết, chỉ có người Việt Nam mình á, về tâm linh á thấp quá. Chơi toàn là nhập đồng với này nọ không à, không có nhìn ra được sư phụ. Cho người Trung Quốc họ họ khôn lắm, họ biết. Có một cái là họ biết biết, nhưng mà họ trước mặt họ cứ làm theo ý họ cứ làm, cũng giống như mấy ông lãnh đạo. Họ biết là nước Việt sẽ tiêu, không để là giữ được, nhưng mà họ cứ cố níu kéo được cái gì níu kéo, cũng như còn nước còn tát vậy đó. Ngày nào còn ở tại vị thì ngày đó còn tiền vô túi, vô trước đi tính sau. Người ta nghĩ đơn giản vậy đó. Đó là toàn là phạm thượng không. Ok, còn gì hỏi nữa không? Trở về với chồng cũ đi. Chồng cũ dầu sao đẻ ra bên Mỹ được mớ, Việt Nam mớ. Rồi có ăn, rồi có đô la đủ không? Còn chồng mới nãy vũ phu quá. Nó không có rồi hết, nó toàn là đẻ ra chất độc với cái ác không à, cái dạ ác không à, nó không có dạ thiện. Sư phụ, giống như Phật tử vẫn đọc kinh mà bên mình cũng đọc kinh, nghĩa là nhưng mà Phật tử vẫn cao cao gặp, nghĩa là vì tại vì kinh của mình mạnh hơn ở bên kinh của những Phật tử đang tụng hạ sư. Kinh điển của Phật Thích Ca là đúng hết, nhưng mà chỉ có đúng theo những gì tổ mà bên Đại Thừa từ thời Thần Tú họ soạn lại. Chứ khi con đọc ra kinh á, thì tất cả nó về cõi trời là giống nhau hết, nhưng mà họ không bao giờ họ tin có Phật Mẫu hay có Thượng Đế. Kinh Thiên Tâm chủ yếu của mình cũng kinh nó là một cái công thức thôi mà, một cái công thức để con nấu món này món kia, ai cũng có thể dùng cái công thức đó làm và chế cho mình được. Phật là một cái ở trên trời có rất là nhiều vị Phật, Phật Thích Ca hay là những vị Phật khác cũng đều cái quả đi cầu này đều qua một cái công thức đó nhiều nghìn năm rồi. Chỉ có Thượng Đế thì Đảng Cộng sản họ không có chấp nhận, cho nên cái lon sữa bò bị quên lãng gần mấy nghìn năm nay. Sư phụ chỉ nhắc lại thôi, chứ không phải đạo Thiên Tâm mà đạo mới, đó là một cái đạo cũ xưa rồi. Sư phụ chỉ nhắc lại là thời cha thôi. Còn cái thời hôm nay thì Phật tử đang đọc kinh Phật, nhưng mà thầy mạt pháp tu tiền với tu danh tu lợi không, thì hôm nay nhiệm vụ của Thiên Tâm chúng ta là đưa đạo Phật trở lại thịnh lại, tức là đưa những cái lời kinh điển Âu Ơ Á Ớ Lăng Nghiêm rồi trở lên cao trở lại, chứ không có còn mà chùa bây giờ, chùa Mỹ hay chùa Việt Nam hay bấm nút để mà đọc bằng máy á. À, mình thì đọc bằng miệng phải không, cái gì nó cũng phải từ tâm mà, nó khác nhau vậy thôi. Nghĩa là đừng có quên cha quên mẹ, còn cái công thức mà tu tập giống nhau hết. Giờ mấy thầy Tây Tạng cái công thức của mấy ổng cũng thấy mình thấy hơi kỳ kỳ đó, mình họ là không có được lắm, nhưng mà cuối cùng cũng là kinh Lăng Nghiêm mà này nọ giống dốc gì thôi. Còn Thiên Tâm chúng ta cũng vậy.
Tôi chỉ là người giống như giới thiệu, nhắc lại, đúng rồi, nhắc lại. Cha mẹ là cha mẹ của tất cả chư Phật. Mình muốn đi về trời là mình phải biết hai vị này. Con qua Mỹ, con phải biết là có ông Biden. Thiên kim bản, sao tự nhiên con xuất hiện lột sức vậy? Đó là hay ta. Dạ, nay con đi với cả nhà thôi. Wow. Ôi, đi qua đi lại. Tức là con đi chỗ nào con phải biết người nào làm chủ. Vô Mỹ biết ông Biden làm tổng thống. Còn đi lên Thiên Long Sơn thì biết họ Thiên làm chủ. Chỉ có vô chùa thì mỗi ông chùa giống như ông chùa A thì là chùa của ổng. Chứ ổng đâu có nói là chùa của Trung đâu. Ổng chết là ổng sơn là ổng bán. Giống như ông thầy dưới này nè, ổng sơn là ổng bán á. Ổng đâu có để cho mấy thầy khác sử dụng. Trong khi là lúc mà đi làm mà nguyên góp tiền á, ca sĩ á, là cả đống người góp cho ổng. Đến lúc mà cái ông bán xong, cái ông đi chỗ khác, ổng ở ké chùa khác, cái bắt đầu ổng than thở, ổng nói ổng cần có chỗ ra riêng. Cái bắt đầu Phật tử dùng đó góp lại, cái ổng mọc cái chùa mới. Cái chừng 1-2 năm sau cái ông bán, tức là ông bán hai cái rồi đúng không? Rồi cái ông đi chùa khác, ông than tiếp. Phật tử cứ tưởng là ông không có chùa, cái là làm cho ông cái tiếp. Cái là ông làm trong vòng 10 năm ông bán ba cái nhà thì không được bao nhiêu tiền túi. Hiểu dễ con hiểu không? Đó là mấy ông bình thường, còn mấy ông bự bự mà ở cái chùa bự á thì làm tiền còn dữ dằn hơn nữa. Đó là kiểu nào người ta cũng tính kinh tế thôi. Hỏi gì cũng quên, trả lời gì cũng quên. Bồ Tát nói chuyện mau quên lắm. Nói từ tâm nói ra là giống như mặt hồ vậy, nói một cái vẽ trên nước vậy đó, rồi xong nước phá là cái là. Hỏi chuyện mới đi. Mà cái tình hình nó sẽ tiến triển như chuyện đó đó. Thầy nào mà còn chấp, dùng chữ chấp với họ Thiên, Thiên Tâm, là những gì thầy đó mà lên trên mạng nói ta đây nhập định được tiếp xúc với vị Phật này, vị Phật nọ hay là văn thù sư lợi đó, là nói láo, là nói dốc với đại chúng, là bị khẩu nghiệp. Tôi không dám nói trên mạng này. Còn những vị thầy nào đã nhập định thật sự là phải dư biết sư phụ là ai, họ không bao giờ dám phạm thượng hay nói cái gì. Còn những vị nào mà không biết mà còn lên trên mạng mà chấp, những vị đó không có khả năng nhập định, tu tập chưa có tới. Bề trên mới giờ nói cho sư phụ vẫn còn là một người đời, có thể ở trong cái trạng thái thiền định thấy sáng rồi thấy này thọ thôi, chứ còn tiếp xúc mấy gì là một cái level rất là cao, không có thể dễ ai làm được. Cái đó là đã gạt đại chúng, phải cẩn thận coi. Sư phụ sắp tới có nhiều thử thách cho họ Thiên nữa không sư phụ? Có chứ, nhiều lắm. Đứa nào giỏi chừng nào thử thách giỏi chừng nào. Đứa nào nó ăn giỏi chừng nào thử giỏi chừng đó. Đứa nào cắt cỏ giỏi như kiểu ông Chính, đứng cái sườn núi cắt cắt
Hôm nay hả, trời cọng cỏ không cắt cũng không nổi nữa. Có ngày mặc áo len với áo đẹp không mà sao mà cắt. Họ nhìn thấy thử thách không? Ngốc tới chung á, đứa nào mày là giỏi cho thiên không sao là bị thử, thử rồi rất hết. Đứa nào quay phim nhiều chừng nào cũng bị thử thách chừng đó. Kiểu nào cũng bị thử. Thế mới là tâm con phát nguyện dạng tâm với thiên đình. Dạng tâm nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chết 1 triệu lần, 1 tỷ lần á, cũng con cũng không sợ nữa. Con cũng vẫn trung thành với thượng đế, với thiên đình, đúng không? Ở câu thời là như vậy. Nhưng mà nói hay lắm, mà làm chút xíu làm nổi. Chính á, nghe đọc kinh á, vạn tâm với thiên tình. Mới gái vô đó ngồi đọc kinh chung với tiên thì có. Dù nó đúng không? À, cắt cỏ bây giờ vô nó ngồi. Mai mốt hay mà, bởi vì ngày mà sư phụ nghe mém mém sư phụ tức cười á, chết cha rồi, vậy mình phải đi kiếm người cắt cỏ mới. Nhớ sư phụ nói không? Sư phụ nói trúng chứ không trúng. Bây giờ kêu mà cắt cỏ sức mai không cắt. Những gì sư phụ nói rồi á, có hả? Cười. Ok rồi, ngồi đây chịu nắng hoài sao? Không ai nói chuyện gì á, mình tắt hồi nãy giờ được nhiều mấy tiếng rồi. Tiếng mà. Sư phụ nhiều như vậy thì làm sao để vẫn còn cái vững tin đó? Làm sao? Làm sao để vượt qua để vẫn còn cái strong vững tin á? Thường á, những đứa mà không có vượt qua thử thách á, là đa số có ngã mạn với sư phụ. Như chấp á, sư phụ làm kiểu gì nữa, ví dụ ngày mai sư phụ mà móc cướp mũi trời, giống như là người mà mấy con cũng vẫn thương sư phụ, hay là phung á, à, cũng vẫn đại khái là những cái hành động bình thường mà con vẫn tôn kính sư phụ, thì cái đó mới là vượt qua, con hiểu không? Tức là bây giờ giống như bà như sư tổ và thượng tế công đó, ngày ông cứ say xỉn rồi cứ ông đi ăn chim bồ câu hoài á, để ông thử lòng người thôi mà, có hiểu không? Cho nên nhiều kiểu thử lắm, giống như ngày hôm qua bị lầy phải không, thử coi đứa nào cạo vỏ xe sư phụ cậu gỗ chậm cây dài thon mà đứng thiều thiều giống như củi gùi vậy đó, không biết đất nó lên chân hả bích kỳ. Ủa có khiêu ai có cười kìa, cười kìa. Nhiều kiểu lắm. Mấy con có làm kiểu nào nữa. Dù là cục ngọc nó vẫn sáng như thường à, càng dù càng tàn tàn, càng bèo bèo chừng nào nó càng sáng chừng đó. Chỉ tội mấy người ở xa quá đó, người ta không có ở gần, người ta không có thấy, người ta không có cảm nhận. Hiểu không? Chỉ tội mấy đứa hồi thiên xa à, chứ còn mấy đứa hồi ở gần, mấy con mà thấy cái hồn gì, thấy mấy vị hiển nhiên gì, thấy trên núi mấy vị ngồi hào quang gì, mấy con không sợ nữa, mấy con không biết mấy con lì đến độ nào nữa, tụi con bó tay luôn á, đúng không? Nhưng mà cái ngã con người nó lớn chứ đó, mình khó mà nói. Giống như ơn đệ tử tính đâu ta, với Vân rồi chỗ nói chuyện với ai, ơn Vân ở đây, qua đây nghe con. Nói phải có người. Cái nãy sư phụ hỏi vòng vòng mấy đệ tử, thường thường sư phụ hay hỏi à, mấy đệ tử xung quanh với chuyện xung quanh núi hãng này gia đình có gì không, mấy gì mà đại khái là đứa nào sao á, sư phụ hay thăm chừng á,
nghe sẵn cho vừa hỏi ra cái thằng Tính này á, sao nó còn nóng tánh quá à? Nó hiền mà sao khó dạy vậy? Bởi vì nó năm 1901 ở đệ nhất thế chiến, nó là người Mỹ, nó đi chiến đấu ở đệ nhất thế chiến á, rồi nó chết ở ngoài đó, bị Hitler giết. Rồi nó tái sanh. Rồi cái ủa sao lúc thì ngài nói, có một lần tôi nhớ là nói nó là cốt ngựa, rồi sao bây giờ lại nói nó là con rùa đất. Cái gì đó, con người chúng ta là phải nên có nhiều kiếp nhiều cốt, mà cái cốt nào mình trụ lâu nhất thì bề trên thường nói theo cái cốt đó. Cho nên nó đã trải qua đó là ba đời đó, thì cái cốt mà lâu đời nhất của nó là con rùa, thấy không? Còn cái thí dụ như rùa là nó ở cốt đó 3.000 năm, cốt ngựa nó ở có 1.000 năm mà. Cho nên cái nào cũng trúng đó, đó là đã mấy gì giải thích vậy. Cho nên có nhiều lúc phụ nói cái gì mấy con cứ ghi, phải không? Ghi xuống chứ phụ đâu có nhớ từ đứa. Tại cái cốt như thế nào thì nó ra cái attitude, cái hành động hôm nay như vậy á. Nên bữa nay thầy biết thêm mấy cốt cuộc nữa. Tôi lao hỏi lại. Ồ, vậy ngoài ra còn gì nữa. Cái thầy đi lên đi xuống mà, về trên trời làm biến thì lọt xuống đây. Xuống đây làm rùa trở lại, phải không? Rồi khổ đã, rồi không? Đi bơi lội đã, rồi về trời lại. Cho nên mình ở cõi dưới thủy cung, không có hẳn là dưới nước luôn nghe. Về trời, rồi về trời đã rồi cái mình làm sai dưới cái xuống nước lại, hay đi những cái thành tinh khác. Những cái thành tinh khác nó cũng y như là những cái tiểu bang vậy thôi, mình chỉ di chuyển mình qua bển mình ở. Còn cái thằng hồn nó là một, nó đi khắp vũ trụ này, chuyện là vậy đó. Bữa nay sư phụ mới học thêm được thứ là con người mình mới nó sanh ra nhiều loại. Nhưng giờ mình mới nhớ Phật Thích Ca có cốt làm Phượng Hoàng Chúa. Thì có kể câu chuyện Phượng Hoàng Chúa Phật Thích Ca đúng không? Phật Thích Ca cũng từng là cái bông sen sứ, cũng từng là con nai, rồi cũng nhiều kiếp. Nhưng mà thường cho bộ hỏi về đứa nào á, cái mấy vị tính theo cái cốt nào mà lâu đời nhất. Có những cốt ví dụ mình ở 2.000 năm kia cũng 2.500 năm gần gần, mấy vị nói vậy. Cái quan trọng là có bao giờ ở cõi tiên chưa? Tại vì khi đã về cõi tiên á, cái thần hồn con người chúng ta xuống thế gian này đầu thai làm người á, chúng ta cũng nhẹ nhàng quá không, hiểu điệu quá không, mặt mày đẹp đổ không, giàu có rồi là mấy đứa có phước ở cõi trời, tức là phước cõi trời mang xuống. Còn có những người bệnh tật, ốm yếu, nghèo khổ là cũng quyền có thể đầu thai lại, hay là ở giường sở thú đầu thai ra cũng có. Và những cái thứ mà vô đảng vô côn mà cúp của đó là ngạ quỷ xuất thanh đâu á, thì mình nhìn cái label là nó y chang như cái thằng hồn, nó như nó rất là thiệt luôn á. Nên tại sao cho phụ coi cốt mỗi đứa nói như vậy? Nó coi đứa nào cốt nào dữ nó có thể hại cho phụ á. Ở cái mạng này á, mà bốn mấy thằng cộng sản mà nó không thích cái đài này mà nói chuyện mà nước Việt mới thiêu xác Hồ Chí Minh là giả ở Lăng Ba Đình, ai vô Lăng Ba Đình một lần cả cuộc đời sẽ tê tả. Nó đâu có thích nghe. Con nghĩ nó thích tới đây nó thể cho phụ xuống dưới núi không? Trời ơi, nó giết được, nó giết liền. Cho nên phải coi phải không? Chứ bỏ vô cái miếng bưởi này thôi là cũng chỉ thôi, Trần Đại Quang ấy, đưa có hai giọt thôi là không đi rồi. Bây giờ mấy con mở gì thì phụ cũng ăn đó. Rồi thù biết cốt mấy con không có làm đó. Nhưng mà nó cũng tùy theo. Ví dụ con cọc nhiêu nè, lên tới con cọc này, lên tới cọc cao mới bắt đầu suy nghĩ rồi nghe. Bảy rồi đó mà mình suy nghĩ. Lên cọc bự nữa,
Ủa nhiều quá nghe, tôi phải suy nghĩ lại nghe. Cái mạng ổng được nhiêu đã, cho nên tùy theo. Ví dụ 1.000, ồ ít quá, 10.000 ít quá, 100.000 cũng ít, 1.000.000 cũng ít, lên tới 10.000.000. Trời ơi, tôi bỏ 2 giọt vô cho Kiệt uống là tôi được 10.000.000 đã. Thì cũng tùy theo con số đó. Nên sư phụ làm gì cứ làm. Thầy trò có duyên tới ngày nào, ngày đó. Nhưng mà đứa nào sắp sửa làm sai, sư phụ nói trước. Không lo sửa thì lúc đó mấy vị chảm rồi được, tôi nói thầy sư phụ không có nói. Hồi xưa ở đây anh Kháng, mấy người đó, đó sư phụ có quan nền hết. Kẻ hoài tâm sư phụ cũng có quan nền hết đó. Từ bi mà. Thế giới này sư phụ có mấy chục triệu đệ tử. Đứa nào có phước thì nhất thì gần sư phụ. Như Phật Thích Ca đâu có ai có phước như nhà An An đâu, với một chừng liên hay xá lệ Phật. Gán giữ một chừng liên xá lệ Phật đi. Còn hơn đi làm Bồ Đề Đạt Ba lúc đó mệt á. Lúc đó xuống địa ngục rồi Phật cũng mới đi xuống. Năn nỉ Diêm Vương giùm, mà Diêm Vương đâu có tha ông Đề Bà Đạt Ba. Tại đi đâu á cũng hại Phật hết. Muốn giết Phật để chiếm cái địa vị á. Rồi bà đọc bá. Xuống đây là một cái fair game, nghĩa là một cái luật chơi công bằng. Bồ Tát, Phật, quỷ gì đó cũng mang thân người hết, ai cũng bịt mắt bịt tai hết, rồi tự đó hành động. Cho nên Bồ Tát mà đi gần với quỷ nhiều á, nhiều khi cũng bị nhiễm. Quỷ nó xúi hay lắm, tại miệng lưỡi quỷ nó mưu mẹo hơn. Rồi cái bắt đầu phản Phật, phản thầy, phản bạn, đủ kiểu hết. Thì từ đó mới gọi là cái nơi thao trường để mình học, là thế gian mình học là vậy đó. Để mình về chảnh, mình đừng có thấy ê trời quá. Mình biết mình xuống đây mà mình gặp một đống người hung dữ, ngủ hút trong cửa địa mà, thì mình sợ mình không có dám xuống đây nữa. Khi mình biết ở trên trời mà mình biết mình sợ không có xuống cõi ta bà nữa, thì chả mình phải làm gì. Ở trên thì không mau á, mà đừng có làm bể chén ngọc ngà nghe. Bể là bị xuống đây nữa. Bởi sư phụ nói cái này con cũng có một số vấn đề ở trong đầu con từ lâu rồi. Là có những đứa trẻ lúc nó mới sinh ra đó, cho tới lúc 1-2 tuổi vậy đó, có đứa đó thì nó sợ màu đen. Ai mà mặc cái áo màu đen hay quần áo màu đen, cái gì màu đen mà đến sát nó là nó chịu không nổi. Rồi có đứa đó thì lúc mới sinh ra cho tới 1 tuổi á, nó cười đẹp lắm mà nó háu ăn lắm, có thể nói gần như là thích cái ăn. Thì có con thấy có những trường hợp như vậy, thì con ngồi con suy đoán, hay là cái đứa mà nó sợ màu đen này, nó từ cái bóng tối nó đầu thai lên, thì cái a lại gia thức của nó làm cho nó biết cái màu đen mà nó sợ. Màu đen chắc hồi xưa nó bị ta chùm mà đen thui á, ngợp chết. Không, lúc mà mình chết một cái kiếp đó, cái gì nó là hiện đó, giống như người bị chết cháy sẽ sợ lửa. Người bị sợ nhìn xuống vực thẳm đó là bị té lầu chết. Đại khái đủ kiểu. Thì nó đi theo lại giải thích mà. Cái thằng hồn mình nó ghi nhận hết mọi chuyện ở tiền kiếp. Chứ mình không có quên. Chỉ có một cái là mình gán làm cái gì đời này á, để khi mình có một cái good memory về trời á, mình nhớ lại, mình ôn lại. Giống như cái thời quá khứ trẻ của mình á, mình có cái gì hay á, gán nha, đừng có quên. Kỷ niệm thả diều đồ, phải không?
trò chơi cút bắt đồ mới yêu anh hàng xóm 14 tuổi rồi gắn nhớ. Vui còn bây giờ thì ấy gì thời gian nó đi có 1 chiều à, đâu quay ngược lại đâu. Thì cái lại gia thức chúng ta cũng như vậy, chúng ta là những người ấy, là những người ngoài hành tinh, chúng ta được từng travel từ cái hành tinh này sang hành tinh khác, chúng ta không phải ở địa cầu này không. Chỉ có người địa cầu này không có hiểu, họ học thế gian họ không có biết, cái mấy nhà bác học chả biết, chỉ có cho vụ biết. Mình đi từ địa cầu này sang địa đang sang thành tinh khác như chơi, mình đang mang thân người tứ đại, da dẻ mỏng manh vậy, mình có thể mang da con thằng lằn và mắt như con thằng lằn, không cần mắt kính cận, để nó đâu ai là mắt kính kiểu này, cặp mắt của nó là siêu rồi phải không, nó đâu có cần ăn tùm lum vậy đâu, nó cần nuốt trọng mấy con gì ở bụng thôi, nó đâu cần phải nhai nấu ôi mệt lắm. Còn thời gian của mình ngàn ba buổi không phải đi nấu rồi đi tìm đồ ăn, có thấy cực khổ không, ăn xong rồi phải kiếm chỗ nằm nghỉ, xong rồi đi nhà vệ sinh ngày mất cũng mấy tiếng rồi ngủ nghỉ, có thấy cái thân tứ đại này thiệt là khổ á. Rồi ăn không đúng rồi nó lên cholesterol rồi phải uống thuốc rồi bị bệnh, rồi cái ngày qua ngày cứ tối ngày đi khám bác sĩ rồi cái rồi trời chết, không có mục đích gì hết ngoài ra mục đích mà bảo vệ cái xác phàm thôi, cũng bảo vệ không nổi nữa. Ngày kêu con lên cái máy treadmill chạy nửa tiếng chạy nổi không, dễ chạy nổi, bữa nào buồn buồn chạy đâu có nổi, vui vui còn chạy nổi, thôi vui vui nghe mình nghĩ có chuyện khác hay hơn rồi mình đi chở con đi shopping không, còn buồn chở con đi shopping cũng đâu có được. Cho nên con người mình ảnh hưởng bởi cái lại do thức nhiều lắm. Còn buồn á, con dọn ra mâm cơm cổ đầy á, con không ngó nữa, đổi thì đổi không ăn á. Tại sao có những người già, người ta, ví dụ người ta nó bỏ ăn để chết á, thiệt á. Mấy người trong nursing home nè, bỏ ăn 3 ngày là chết á, không muốn ăn nữa. Tại sao những người vẫn còn ham ăn? Đi vô tiệm tàu đồ phải không, kêu mấy con lội cho mạnh đồ vô phải không, nghĩa là họ ăn cho đã, đến lúc mà nghiệp nó đổ rồi ăn không được. Họ thiên chúng ta có gì ăn đó, đừng ăn mấy con nhúng nhích, tại mình tu dở, mình tu dở hơn mấy thích cà gù cà gạch. Dù chỉ khuyên vậy thôi, ăn đồ Costco đông lạnh nữa, đừng có tạo tội. Nhưng mà sữa trong, chứ không có sữa cái áo của chàng nghe. Sư phụ ơi, tu là từ ở bên nội tâm, chứ không phải tu từ ở bên ngoài. Cho con gốc một chút ý nè, sư phụ nói như là ăn đồ Costco á thì như ăn chay, nhưng con thấy vịt lộn này cũng bỏ vào Costco này, rồi họ mua vịt lộn về họ đâu có ăn, họ bảo vậy chứ đó là Costco đồ làm rồi, còn nữa không, một con vịt to tổ nội nằm ở trong đó. Vậy hỏi hay là bạn này nó đang quay không có bạn, ở trong Costco làm có vịt lộn. Ở trong tiệm Việt Nam đều có vịt lộn đá ăn. Thì đừng ăn vịt lộn. Hả? Thì đừng có ăn. Nó cố ý là mình nói mấy cái đồ mà nó phô sành thôi, nói chung là đồ đông lạnh, con vịt lộn đâu có đông lạnh đâu. Cái chuyện lạc chân đời cũng lên máy bay phim. Thấy nước Phi nó ăn thịt lộn khủng khiếp đúng không? Cho nên cuối cùng nước Phi về phần chất xám nó đâu có bằng nước Việt mình đâu. Còn nước Việt mình nó ăn chó khủng khiếp. Tại chó nó khôn á, vịt nó ngu hơn phải không? Ở ngoài Bắc ăn chó, cầy chó, thịt chó là đủ á đâu. Tiệm đồ đầy hồi xưa đó, trước khi nó bộ lên mạng 5 năm trước. Chó ở Sài Gòn tràn ngập.
Đứa con của Thu bây giờ ba mấy tuổi, hồi lúc nó dẫn nó về thăm bà nội nó 5 tuổi. Hai cha con đi lang thang ở đường ở quận 6 dù có nhà đó. Đá vô cái đầu chó, tưởng là đá cục đá, nó nhìn xuống, sư phụ cũng nhìn xuống, thấy một đống đầu chó. Hai cha con từ đó quảng hồn, nó thề suốt đời con sẽ không về nước Việt Nam nữa. Thật sự nó nói là nó giữ lời. Tới ngày hôm nay là 30 năm mà nó không về nữa. Ghê không? Một lần một vậy thôi. Thì Việt Nam mình khôn hơn, ăn thịt chó. Để nó biết sủa, biết giữ nhà đồ. Rồi nó còn biết chơi với mình khi mình buồn. Nó biết chia sẻ với mình. Nó không có chơi mình nghèo, nó cũng chẳng chơi mình giàu. Phải không? Mình cho nó ăn gì nó ăn đó, nó không có cầu kỳ. Cho nên con thấy thằng Homeless á, nó có những chó đi chung với nó. Con tới con dụ con chó nó đi, sức mấy con chó nó đi. Homeless nó lo nó không xong. Nhưng mà nó cũng đi kiếm đồ ăn cho con chó nó ăn. Cho nên Việt Nam mình khôn, không ăn dịch lộn hơn người Phi. Nên cuối cùng mình khôn giết cái mình bị đột tử. Ăn đồ bổ quá. Cái năm mấy 60 đột tử. Mấy đàn viên giờ đột tử nhiều. Mấy ăn thịt chó. Ở nó bảo quả báo bị nghiệp. Giờ con nghĩ mấy nghìn thằng á. Vừa nghịch thiên vừa ăn thịt chó. Nước Việt mình đúng ra phải coi có lực lệ nghe. Cấm ăn thịt chó, thịt mèo. Còn muốn ngu như muốn trí tuệ sụt lùi á thì ăn vịt lộn đi, ăn cho nhiều vô, bờ lút. Bà cô đang cái bà mà bỏ đói sư phụ từ nhỏ đó, bà cũng hay, mới nãy bà đi vòng vòng đây nè. Không biết hồi xưa bà là chị lớn, sư phụ hay kể chuyện nhà là bà ông thợ mộc với bà thợ mộc là ở rừng đi đốn cây phải không, cưa cây mua cây giao nhà bà. Một ngày là bà ra mua hai cá lóc, ba cá lóc, cá rô gì đại khái một đống. Cái hồi này nhỏ sư phụ lúc đó cũng 3-4 tuổi mà cũng còn khôn lắm, nhìn trời ơi bắt cầm bắt đập bụp. Con cá nào mà giờ còn dễ mà chưa chết á bắt đập tiếp. Thì mình hồi đó là thù thấy là tội nghiệp là nó từ bi rồi, mà không biết sao tự động mình nói là phải bắt đập đầu cá là mình khóc. Rồi chưa tính nữa mấy con ghe mà cứ nhổ lông để ngược lên thù không bao giờ dòm phải không, thì con biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc bà 18 tuổi, bà uống thuốc gây tự tử á con. Thì cái trí não bà đập đầu cá nhiều á, bà bị quả báo. Bà cái uống thuốc chuột vô, cái hút ra phải không? Hút ra từ đó cứu sống. Tại nhà sư phụ có chùa, sau này xây chùa thì không còn làm mấy cái, không còn đập đầu cá lóc nữa. Tại dưới quê mà nó bán nó gánh đầy được. Cái qua Mỹ, cái bà bị ung thư bạch huyết cầu. Trời lúc đó thì hồn chưa mở chùa Phim Anh nữa. Cái bác sĩ mới nói cái này cái nghiệp. Bác sĩ nó không biết, nhưng mà mình dịch ra cái nghiệp để cho bà dễ hiểu phải không. Chứ nhà cho hồn đâu có ai bị bệnh ung thư máu đâu, có mình bà bạch huyết cầu mà. Cái thì hồn cũng từ bi, mình có lấy thân phận Bồ Tát của mình, mình xin cho chị mình đi. Xin cái đầu mở chùa kêu bà vô ngồi đọc đại bi. Chị bác sĩ nói chị còn 7 ngày chị chết á, chị vô chị cầm cuốn kinh này chị đọc giùm tôi. Bà cũng nghe lời nha, cũng khôn quá giờ chắc không nghe lời. Bà ngồi bà đọc bằng mấy trăm biến mỗi ngày, bà đọc đến lúc mà tháng sau bà đi vô bệnh viện Stanford. Lúc đó nó gửi về cho phụ 1,000,000 cái bill á, tại nó chemo mà này nọ, cuối cùng chị không có nổi ung thư bệnh huyết cầu mà đâu phải dễ. Vậy mà đọc đại bi bây giờ không chị, trời ơi cái bệnh ung thư máu mày nó hết rồi, tao ngộ quá nhỉ. Cái rồi thấy là mở chùa hữu hiệu không, hữu hiệu rồi đó, thấy hơi hữu hiệu rồi đó, hữu hiệu thiệt chứ không phải là hơi nữa. Cái bà hết bệnh cái đầu sau mấy năm cái cha mẹ kêu cho bà mua núi này với mấy ông rồng á, cái đầu cho bà kêu bà lên điện mẫu đọc. Thời những năm đầu đâu có ai lên đây đâu con,
nhắn như là chở bà đánh nhé núi mình á. Khi mà lên mà cũng đọc đại bi cũng y như cái chùa vậy á. Rồi chùa lúc đó thì giao lại cho hòa thượng Thái Siêu rồi. Bà lên đây bà làm chủ trì cái điện mẫu, bà cũng đọc tiếp. Vậy mà một người đập đầu cá lóc, ung thư bệnh huyết cầu mà hôm nay vẫn đi sần sẵn đó. Con thấy ngộ không? Cái này đâu phải là ngộ, nó là phẩm pháp nhiệm màu mà, thiệt mà đó. Nhân chứng vật chứng. Bà Đặng á, tôi hỏi bà đi. Ghê không? Cho nên đừng tưởng là hồ kêu mấy con đọc kinh là không có hữu hiệu. Đứa nào chỉ cần đơn giản thôi. Giống như kiểu con tiên á, đọc kinh á, giờ nó hết bệnh nó còn yêu đời nữa không? Đứa nào mà thất tình lên đọc cũng hết thất tình nữa. Đừng nói chi gì bệnh. Thất tình là khó trị nhất á. Lên nó đọc cũng hết nữa. Chồng buồn bỏ hay chồng vũ phu lên đọc cũng về thấy chồng đẹp trai dễ thương nữa. Nên ngày nào mấy con mà cứ livestream á, kêu ta đọc để mà cho thế giới ta đọc theo. Tuy là người ta không có vô cái thời điểm đó, nhưng mà con tạo một cái cho dạy ta, dạy những người ở xa. Ok, vậy là Phật còn hỏi gì nữa không? Hỏi là mình đứng lên nhé. Hỏi gì con? Sư phụ, có mấy nhiều lần sư phụ hay nói mà là mấy người mà dạng như là tiên thì được mẹ hóa cốt, vì mấy người mà cốt này cốt kia, con này con kia thì hay điều kiện như thế nào thì mới được mẹ hóa cốt vậy sư phụ? Thôi giống như tiên vậy đó, ngày nào nó 3 giờ sáng nó cũng lên. Trời lạnh bữa giờ lạnh 50 độ nó cũng gán bò lên đọc kinh đó. Mà con làm vậy chừng năm đi, cốt gì với mẹ cũng quá hết trơn. Chứ là phải tu đủ mới được phát cốt hay sao? Dĩ nhiên, mục đích chúng ta là tu thôi, tu là để sửa. Tại vì cái thần hồn chúng ta không thể nào sửa được khi chúng ta về trời. Cái thần hồn nó phải mượn cái thể xác vô thường này, đau đớn, dễ vỡ, dễ đói, dễ giận, dễ sân, dễ si, và ở cái cõi xô bồ mà tạp nhạp này á, mình mới thay đổi được. Bây giờ không có cái fitness 24, con làm sao con tập thể dục được? Cái này là fitness 24. Mà xuống đây mà cứ tàn chơi không mà cứ vô trong chỗ fitness 24 mà ngồi đó mà cứ cầm chocolate rồi ăn hamburger tối ngày rồi không tập thể dục thì con cũng phì thôi à. Rồi tới ngày con cũng chết thôi. Còn trong khi người ta chạy đúng không? Còn trong khi người ta xúc mồ hôi đúng không? Vô đó con mặc áo lạnh, còn người ta nóng là cởi áo. Thì cái thế gian này là như thế, mình phải work hard. Không có gì mà không có cái giá mà mình phải trả để mình đạt cái cao hơn. Trừ khi những người siêu ngu, họ chỉ muốn phình thay phình bụng rồi hả hơi của một đời này ở thế gian, họ không cần biết ngày mai tôi rời khỏi thế gian tôi là cái gì. Thì cái đó là sư phụ miễn bàn, tại dạy không có được. Còn mấy đứa con đã biết là mình có một cái nơi nó sang trọng hơn, nó sướng hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó rất là không có cần tiền cần bạc, mà con người sống ở đó rất là hiền hòa với nhau. Bây giờ con người hiền thả con đi qua bên Nam Mỹ sống chung với mấy thằng Brazil con sống nổi không? Sao hay là xuống sống mang cà theo ở bên Mỹ đi con sống nổi không? Hay là đi chung cái đoàn người mà vượt biên giới bức tường đi, con không có sống nổi. Chúng ta là người hiền, chúng ta phải tìm những người hiền để mà sống. Con có bao giờ con thấy con chim bồ câu mà nó bay gần mấy con diều hâu không? Cái sực nó liền đó con. Gần cá mập với con cá bass đâu có đi gần nhau được. Chúng ta là cõi trời, chúng ta phải về trời. Chúng ta không có thể nào mà lẫn quẩn mà sống chung với những người ở địa ngục lên, hay là củ quyền đầu thai, hay là con cọp, con heo, con sói đầu thai. Vì lúc đó có mấy con gà vịt nó đầu thai trong nhà mình nữa, nó gáy, nó mổ mình tối ngày. Anh em ở thế gian này là tạm bợ, họ là kẻ thù với mình.
ít có bao giờ anh em trong nhà là cùng ở một cái duyên với mình trên cõi trời đâu. Chỉ có trong cái đạo á, mới sàng lọc lại, mới ngồi đây, mới có những cái tư tưởng và những cái hiền hòa, mới ngồi chung đây được như nhà mấy 30-40 người đây thì là mới sống trang hòa. Còn con về nhà chỉ cần hai người thôi, một người ở địa ngục lên với con là cõi trời xuống là bảo đảm phòng ai nấy ở nghe. Đúng không? Thì nó là như vậy đó, thế gian này là như vậy đó. Thì khi con vô phòng con đóng thì con lại nhớ với huynh đệ tỷ muội Thiên Long Sơn, con ra đây mà đây đâu được bao lâu, không? Rồi cái mình đói bụng rồi mình cũng phải về nhà, về nhà cái rồi cuối cùng mình mới sự so sánh đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục. Thiên đàng chúng ta là Thiên Long Sơn, có những người hiền, những anh em chúng ta ở đây để mình tu tập chung để mình đi về là xuất thế gian. Còn mình về gia đình của mình, những cái người hung dữ là thế gian, họ còn hơn với mình từ đồng từ cát, hơn với mình từ miếng ăn, hơn với mình từ một chút xíu tài sản dành với nhau. Chúng ta thấy không có đáng để dành mà họ lại dành. Chúng ta thấy những cái việc gọi là rất là tế nhị, không có cần phải tranh chấp, họ lại thích tranh chấp. Tại vì con không phải trách người ta được. Một người ở cõi trời xuống có trí tuệ cao thông minh, một người địa ngục lên trí tuệ có chừng này thôi, chỉ biết ngó qua ngó lại thôi. Cái gì của tôi, của tôi, của tôi thôi, của cha mẹ của tôi là của tôi, họ không bao giờ nghĩ của cha mẹ tôi là của chung, của chia đều. Có những người như vậy nữa. Cho nên anh em cha mẹ thưa nhau tối ngày, sau này một cái nguyên thủ quốc gia mới bắt chước đời nhà Trần, phải không? Cấm anh em cha mẹ người trong nhà không được thưa nhau. Thì từ đó họ mới bớt có tranh giành, phải không? Nhưng mà cho thêm 12 giới lực vô nữa, có nghĩa là sau này cái người mà điều hành quốc gia nó giống như cái dàn nhạc đi chơi vậy, phải điều khiển âm thanh rồi cho điều bộ. Tại nước Việt bây giờ là tan nát hết trơn rồi, không có đạo đức, không có tài nguyên, cũng chẳng có gì gọi là sự sống, rất là khó. Cho nên cái người lãnh đạo nó khác hơn những quốc gia khác, nó khó hơn trăm lần á, con biết không? Không có tiền nữa, mà dân thì đang đói nữa, và ai mà hốt cái ổ này thôi á cũng giống như hốt hụi chết vậy đó. cũng giống như là vô nhà mà nuôi một đống đứa con ghẻ mà không giữ vậy đó, con nuôi nổi không? Nên giống như cái dàn nhạc đi chơi vậy, điều hòa âm thanh, chỉ có người cõi trời mới làm nổi. Không có từ bi là khó làm nữa. Con nói gì chứ con tin thần chưa nói nha, đứa thầy có nói đó. Chừng nào gặp lớn quen đứa thầy nữa cũng căng rết dàn nhò lục bát nữa. Mình nói lục bát biết ở Việt Nam nó có cái đài gì là gọi là gì á, dân làm chủ gì đó, cái đám mấy nhóc nhóc á, nó nghĩ là nó làm cho tiên giáo, nó muốn chửi ai nó chửi, nó hổn với đức thầy nhiều lắm. Mấy thằng này sau này giả phù mỏ chỗ nó hổn, đức thầy là người có công quốc gia mình là Phật vậy mà nó coi không ra gì chứ, ổ đám vô minh lắm. Còn người đát dân làm chủ, tụi mày coi trời Phật không ra gì. Nhưng mà mình nói, mình phải nói ngũ đại truyền thừa đi, hoặc là nói đức thầy Phật thầy Tây An, chứ còn mình cứ nói, mình nói đức thầy thời nay á là tụi nó đi kiếm chuyện với mấy người hả hoài tội nghiệp người ta lắm. Mình giờ tập nói là ngũ đại truyền thừa đi là hiểu rồi, phải không? Cùng là một người. Còn bây giờ mình cứ nói hòa hảo hoài, nó xuống kiếm chuyện hòa hảo hoài rồi dẹp đạo hòa hảo á. Mấy thằng vô minh này á. Cũng giống nha. Thôi. Ấy là Phật xong chưa? Đứng vậy nghe.